đề quý trời cho. Chương 621, sự mạnh mẽ của công tôn thắng. Ha ha, chỉ sợ anh không có năng lực này thôi. Lâm Thanh diện hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người đột nhiên tăng mạnh, sức lực toàn thân cũng được phát ra tới cực điểm. Anh có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trên thân của công tôn thắng. Khi mới lên tới đây, anh đã quan sát xung quanh, xác định trên vách đá này chỉ có ba người bọn họ điều này cũng chứng minh đối phương tự tin vào thực lực của chính mình cho nên lần này lâm thanh diện không định nương tay muốn đánh bại hai người kia trên vách đá nhanh chóng tới gặp hứa bích hoài công tôn thắng cảm nhận được khí thế trên người lâm thanh diện phát ra anh ta cũng nhíu mày dường như không ngờ trên người anh sẽ có khí thế mạnh như vậy xem ra cậu cũng không đơn giản như tôi nghĩ hơi thú vị tôi vốn còn tưởng cậu là người nhàm chán chỉ một chiêu lại có thể giải quyết xong có lẽ cậu sẽ cho tôi một chút niềm vui bất ngờ. Audio điện tử võ tấn bền. Công Tôn Thắng cười nói một câu, sau đó nhanh chóng lao về phía bên Lâm Thanh Diện. Một người khác cứ lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn, cũng không tính ra tay. Lâm Thanh Diện không hề chậm trễ, sau khi nhìn thấy rõ ràng chiêu số của Công Tôn Thắng, anh vung nắm đấm, đánh về phía mặt Công Tôn Thắng. Công Tôn Thắng hít mắt lại, lúc này giơ tay lên nắm lấy nắm tay của Lâm Thanh Diện, sức lực cực lớn đột nhiên phát ra, Công Tôn Thắng không thể không lùi lại phía sau, giảm bớt sức lực trên nắm đấm của Lâm Thanh Diện. trong ánh mắt hai người đều có khó có thể che giấu được vẻ sừng sốt. Lâm Thanh Diện sừng sốt vì Công Tôn Thắng không ngờ có thể đỡ được một đòn toàn lực của anh mà không có chút tổn hại nào. Công Tôn Thắng sừng sốt vì một quyền này của Lâm Thanh Diện lại có thể phát ra sức lực mạnh như vậy, hoàn toàn ngoài dự đoán của anh ta không ngờ cậu chỉ dựa vào thể lực lại có thể đánh ra uy lực mạnh như vậy. Trong những người tôi từng gặp, cậu là người duy nhất có thể phát huy thể lực đến cực hạn như vậy đấy. Công tôn thắng hơi hưng phấn nói. Lâm Thanh Diện tất nhiên hiểu rõ sức lực mạnh mẽ trong cơ thể mình. Năm đó sư phụ anh dùng loại nấm đặc biệt để kê thuốc cho anh, chính là làm cho thể lực của anh vượt qua cực hạn của con người bình thường. Cũng chính vì dựa vào thể lực mạnh mẽ như thế, Lâm Thanh Diện mới có cơ hội đăng thiên thê thành công nhưng nhìn dáng vẻ công tôn thắng như vậy dường như chỉ hơi sửng sốt mà thôi điều này làm anh thấy rất khó hiểu anh không cho rằng trên thế giới này còn có người nào có thể lực vượt qua mình anh cũng là người đầu tiên có thể đỡ được một quyền toàn lực của tôi như vậy chỉ là không biết thêm mấy quyền nữa anh còn có thể đỡ được không lâm thanh diện không lãng phí thời gian lại lao về phía bên công tôn thắng công tôn thắng nhếch mép với vẻ trêu tức thân hình theo gió di chuyển lập tức va chạm với lâm thanh diện lâm thanh diện phát ra tất cả sức lực người bình thường sẽ không thể chịu nổi sức mạnh này nếu đổi lại thành lý phủ đồ sợ rằng bây giờ đã bị lâm thanh diện đánh cho thương nặng từ lâu mà công tôn thắng lại đỡ lấy chiêu tiếp theo của lâm thanh diện một cách thành thạo cho dù lâm thanh diện có thể cảm nhận được công tôn thắng đã hơi tốn sức nhưng thực lực của anh ta vẫn làm lâm thanh diện phải chấn động Lâm Thanh Diện dựa vào phương thuốc của sư phụ và loại nấm thần kỳ kia mới có được sức lực như bây giờ. Vậy Công Tôn Thắng lại làm thế nào để đạt được thực lực kinh khủng như thế? Sau khi giao đấu mấy chục chiêu, Lâm Thanh Diện nắm lấy cơ hội, cắn răng, đánh một quyền nặng nề về phía trên người Công Tôn Thắng. Lần này Công Tôn Thắng không thể đỡ được sức lực cực lớn trên nắm đấm của Lâm Thanh Diện, phải lùi lại hơn 7, 8 mét mới miễn cưỡng dừng lại được, sau đó phun ra một búng máu anh không phải là đối thủ của tôi. Lâm Thanh Diện nhìn công tôn thắng nôn ra máu, lạnh giọng nói một câu. Công tôn thắng lau vết máu bên miệng, trên mặt trái lại lộ vẻ tươi cười hưng phấn, không ngờ một người chỉ dựa vào thể lực, lại có thể đạt được thực lực tới mức này. Cho dù sư phụ có nhìn thấy, chắc chắn cũng sẽ tương đối chấn động. Tôi lấy nội kinh hộ thể, dựa vào lực lượng thân thể giao đấu với người này, lại còn bị đánh đến nôn ra máu. Chỉ sợ thực lực của cậu ta là người mạnh nhất trong ngoại kinh mà thôi hôm nay tôi tới đây là để giết cậu cho dù tò mò không biết cậu ta làm sao luyện ra được thể lực như vậy cũng không thể để cậu ta sống tiếp ở trên đời này nữa lâm thanh diện không biết công tôn thắng đang lầm bầm nói gì anh nhíu mày nhìn anh ta mở miệng nói anh có thể bảo người trợ giúp anh ra tay cho dù hai người cùng lên tôi vẫn ứng phó được còn chưa cần phải làm vậy thằng nhóc thể lực của cậu có mạnh hơn nữa cũng phải có giới hạn tiếp theo tôi sẽ làm cho cậu thua đến tâm phục khẩu phục công tôn thắng nói một câu sau đó cách hít thở lập tức thay đổi khí thế trên người cũng đột nhiên thay đổi theo lâm thanh diện lập tức cảm giác được một nguy cơ ngay sau đó lâm thanh diện lại thấy bóng dáng công tôn thắng hóa thành một bóng mờ gần như chỉ trong nháy mắt đã lao tới trước mặt anh con người của lâm thanh diện đột nhiên co lại vội vàng giơ tay lên ngăn cản nắm đấm của công tôn thắng nhưng lúc này nắm đấm của anh ta đã nện lên trên ngực của lâm thanh diện một sức lực làm lâm thanh diện khó có thể tưởng tượng được lại bạo phát ra xông thẳng vào trong ngực của lâm thanh diện một giây tiếp theo lâm thanh diện bay ra ngoài đập xuống đất lại lăn mấy vòng mới dừng lại được lâm thanh diện cắn răng từ dưới đất đứng lên nhìn công tôn thắng với vẻ khó có thể tin nổi một giây vừa rồi lâm thanh diện cảm nhận được uy hiếp của cái chết nếu không phải cơ thể anh giỏi chịu đòn sợ rằng một quyền kia của công tôn thắng đã muốn lấy mạng của anh rồi sao thực lực của anh lại khác hẳn vừa rồi vậy vừa rồi trên nắm đấm của anh có một sức mạnh kỳ lạ vô cùng kiên cố đó là lực lượng gì thế lâm thanh diện nhịn đau mở miệng hỏi công tôn thắng mỉm cười vung vẩy nắm đấm của mình và nói trước đó tôi chỉ đùa với cậu thôi bây giờ tôi thể hiện ra mới là thực lực chân chính của tôi về phần sức lực tôi vừa dùng cậu là một người sắp chết biết thì có ích lợi gì công tôn thắng nói xong lại đi về phía lâm thanh diện lần đầu tiên lâm thanh diện có cảm giác bất lực vừa rồi công tôn thắng thể hiện ra thực lực hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của anh ở trước mặt công tôn thắng sức lực khiến anh luôn kiêu ngạo không ngờ không chịu nổi một đòn như thế điều này làm trong lòng anh có một cảm giác vô cùng thất bại muốn giết chết tôi à không dễ dàng như vậy đâu lâm thanh diện nổi giận gầm lên một tiếng lại xông về phía Công Tôn Thắng, muốn tìm lấy một đường sống. Công Tôn Thắng nhếch môi hơi nhìn ngẫm, trong nháy mắt khi Lâm Thanh Diện xông tới, anh ta cũng đã hành động. Bịch một tiếng, nắm đấm của Công Tôn Thắng đánh vào trên bụng của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện phun ra một búng máu, người mềm nhũn, sắp ngã xuống đất ngay trước mặt Công Tôn Thắng. Công Tôn Thắng nắm lấy áo của Lâm Thanh Diện như cầm một con cá chết, trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường kẻ vô dụng thì vĩnh viễn cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Ông nội cậu như vậy, cậu là cháu trai cũng chẳng có tiền đồ gì. Thảo nào năm đó ông nội cậu lại bị đuổi ra khỏi nhà công tôn. Nếu còn giữ đám vô dụng mạch nhà các cậu, sợ rằng cả nhà công tôn cũng sẽ bị các cậu kéo xuống tới suy sụp mất. Công tôn thắng đầy vẻ cười nhạo nói. Bớt thả dám đi, lâm thanh diện cảm giác toàn thân mình không có sức lực, cắn răng kêu một câu. Công tôn thắng hử lạnh một tiếng, mở miệng nói, bây giờ tôi cho cậu một cơ hội, cậu quỳ xuống, tự mình thừa nhận ông nội cậu là đồ bỏ đi, cậu thậm chí còn chẳng có năng lực bằng một con chó, tôi sẽ cho cậu được sảng khoái. Bằng không, tôi sẽ làm cho cậu chết trong đau đớn. Hai mắt lâm thanh diện đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào công tôn thắng, sau đó dùng hết sức lực cuối cùng của mình để gần lên từng tiếng. Anh, nằm, mơ. mươi 622, anh chết, tôi phải làm thế nào? Công Tôn Thắng cười lạnh nhìn Lâm Thanh Diệt, nhếch mép lộ vẻ gian ác, mở miệng nói, đây chính là do cậu tự chuốc lấy, vậy đừng trách tôi không khách sáo. Công Tôn Thắng nói xong, lại đấm một quyền về phía ngực của Lâm Thanh Diệt, sức lực cực lớn phát ra, Lâm Thanh Diện lại phun ra máu, sắc mặt càng tái hơn. A, à, Công Tôn Thắng nhìn Lâm Thanh Diệt hơi kỳ lạ, phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, nghi ngờ. Người bình thường chịu một quyền này của tôi thì xương cốt đã sớm vỡ nát hết bây giờ cậu chịu hai quyền của tôi không ngờ xương cốt trên người lại không có việc gì xem ra thân thể này của cậu tương đối không bình thường đấy công tôn thắng thì thào tự nói ánh mắt lâm thanh diện giao động nhìn công tôn thắng căn bản không nghe được anh ta nói gì lúc này anh đã đầu váng mắt hoa ý thức cũng có phần không rõ ràng lắm nếu để sư phụ nhìn chúng thể chất này của cậu lại chỉ đạo thêm không bao nhiêu năm sợ rằng trung quốc lại xuất hiện thêm một tông sư loại tiềm lực này làm ngay cả tôi cũng không nhịn được phải hâm mộ đấy. Đáng tiếc, cậu không sống qua được hôm nay, cậu có tiềm lực tốt mấy, chẳng qua cũng chỉ là bọt nước mà thôi. Công tôn thắng nói xong, lại giơ tay lên, định bẻ gãy cánh tay của Lâm Thanh Diệt, để anh chịu chút đau đớn trước. Vừa lúc đó, mấy bóng người nhanh chóng xông tới sau lưng công tôn thắng, trong tay còn cầm con dao gam, đâm thẳng vào điểm yếu hại của công tôn thắng. Công tôn thắng hít mắt lại, cánh tay nâng lên lập tức thay đổi phương hướng, tát về phía trên mặt người sông tới đầu tiên, đánh cho kẻ đó bay xa 7, 8 mét. Người nhà công tôn vẫn luôn đứng bên cạnh kia cũng chú ý thấy động tính trên vách đá, lúc này mở miệng nói, cậu chủ, xung quanh hình như có mấy chục bóng người đang xông về phía chúng ta, không rõ lai lịch. Một tay công tôn thắng nắm lấy áo của Lâm Thanh Diện, nhanh chóng giải quyết mấy người xông tới trước mặt anh ta, hư lạnh một tiếng nói, một đám ô hợp mà thôi, nếu chúng chạy tới tìm chết, vậy tôi lại hoạt động gân cốt một chút. Anh ta nói xong ném Lâm Thanh Diện xuống đất, định giải quyết những người đột nhiên xuất hiện này trước, sau đó mới chừng trị Lâm Thanh Diện. Trong chớp mắt, mấy chục bóng người lại bao vây công tôn thắng, một người nhà công tôn khác cũng đấu với mấy người. Có thể nói là công tôn thắng đối phó với mười mấy người đột nhiên xuất hiện này không hề tốn sức, trên cơ bản chính là một chiêu một người. Chỉ trong chốc lát, những người này đã ngã xuống gần một nửa. Đúng lúc này, có tiếng động cơ xe máy nổ vang, một bóng người xinh đẹp ngồi trên xe máy xuất hiện ở đây, đó chính là Lương Cung Nhạn Sương. Mấy chục bóng người đột nhiên xuất hiện này chính là cao thủ của gia tộc Lương Cung âm thầm đi theo cô ta tới đảo Ánh Trăng lần này. Lúc ấy Lương Cung Nhạn Sương muốn làm theo yêu cầu của Lâm Thanh Diệt, đi tìm Hứa Bích Hoài, cũng dẫn theo Hứa Bích Hoài rời đi. Nhưng trong lòng cô ta không yên tâm về Lâm Thanh Diệt. Xuất phát từ tâm tư riêng của mình, lương cung nhạn sương đã dặn dò một người của gia tộc mình đi tìm hứa bích hoài cô ta thì ở lại tập trung tất cả người do gia tộc thu xếp tới bên cạnh cô ta qua cho dù làm thế có lẽ lâm thanh diện sẽ trách cô ta nhưng cô ta không có cách nào nhìn lâm thanh diện mạo hiểm một mình so với bị lâm thanh diện trách móc cô ta càng không muốn nhìn thấy lâm thanh diện xảy ra chuyện thấy công tôn thắng đang đấu với mấy chục bóng người và những cao thủ ngã trên mặt đất lương cung nhạn sương thầm kinh sợ những người được gia tộc sắp xếp cho cô ta đều là cao thủ cao cấp nhất. Ở trước mặt công tôn thắng, không ngờ bọn họ giống như tờ giấy, một quyền một trưởng lại bị ngã trên mặt đất. Thực lực người nhà công tôn này mạnh thế nào? Chẳng mấy chốc, lương cung nhạn xương lại tìm thấy lâm thanh diện đang ngã trên mặt đất hấp hối. Cô ta nhíu mày, nhanh chóng lái xe máy lao tới. Trong lòng cô ta cảm thấy hơi may mắn, thật may mình không rời đi luôn, bằng không hôm nay lâm thanh diện đúng là giữ nhiều lành ít lương cung nhạn sương lái xe máy tới bên cạnh lâm thanh diện nhanh chóng đỡ lâm thanh diện dậy để anh ngồi ở phía sau mình sau đó lại muốn nhanh chóng rời khỏi đây cô sao cô quay lại thế lâm thanh diện cố dùng chút ý thức cuối cùng của mình hỏi lương cung nhạn sương một câu tên ngu ngốc nhà anh nếu tôi không đến hôm nay anh sẽ chết ở trên tay anh ta nếu anh chết tôi phải làm sao chứ lương cung nhạn sương dường như bị uất ức vậy trong hốc mắt còn mơ hồ thoáng hiện ánh nước Lúc này ngực lâm thanh diện bị đè ép, có thể nói là cực kỳ khó chịu. Nhưng sau khi nghe được lời này của lương cung nhạn xương, anh vẫn không nhịn được, vì cười. Lời cô gái này nói lẽ nào không phải là lời hứa Bích Hoài nói sao? Vì sao từ trong miệng cô ta nói ra lại tự nhiên như thế, lại giống như hai người bọn họ đã ở cùng với nhau rất lâu vậy? Lương cung nhạn xương không nói nhảm với lâm thanh diện nữa, lại muốn lái xe máy rời khỏi chỗ này lúc này công tôn thắng đã chú ý tới tình hình bên này. Thấy lương cung nhạn xương muốn cứu lâm thanh diện đi, anh ta hừ lạnh một tiếng, lắc người đã lao về phía bên này. Tốc độ của công tôn thắng cực nhanh, chiếc xe máy của lương cung nhạn xương còn chưa tăng tốc, công tôn thắng đã chắn ở trước mặt bọn họ. Hôm nay tôi vốn chỉ muốn giết chết một mình cậu ta. Nếu cô muốn xen vào việc của người khác, tôi không ngại giải quyết cô luôn một thể. Công tôn thắng hừ lạnh một tiếng. Anh mau tránh ra, bằng không tôi đâm tới thì cái mạng nhỏ của anh sẽ không còn nữa đâu lương cung nhạn xương nhíu mày mở miệng nói công tôn thắng cười liếc nhìn chiếc xe máy mà lương cung nhạn xương đang lái nói chỉ dựa vào cái này sao cô có thể thử xem lương cung nhạn xương sốt ruột người này có thể đánh gần chết lâm thanh diện từng đăng thiên thê thành công đủ để chứng minh thực lực của anh ta rất mạnh làm cô chủ nhà lương cung lương cung nhạn sương biết trên thế giới này có vài người tồn tại thực lực mạnh đến mức khoa học không có cách nào giải thích nổi công tôn thắng trước mắt này rất có thể chính là một người trong đó cô ta do dự một lát sau đó cắn răng đột nhiên vặn tay ga phát ra tiếng gầm rú ngay sau đó chiếc xe máy kia lại quay đầu chạy về hướng khác thấy lương cung nhạn sương chạy trốn công tôn thắng bĩu môi nhanh chóng đuổi theo sao người này biến thái vậy Tôi đi xe máy mà anh ta cũng có thể đuổi kịp. Lương Cung Nhạn Sương liếc nhìn về phía sau, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Mắt thấy phía trước đã không còn đường đi, bên kia lại là vách đá dựng đứng, trong lòng Lương Cung Nhạn xương chợt thấy tuyệt vọng. Lúc này Công Tôn Thắng tăng nhanh tốc độ của mình, sau đó anh ta nhảy lên, một chân đá về phía sau lưng Lâm Thanh Diện. Lương Cung Nhạn xương thấy thế, vội vàng chuyển hướng, muốn tránh đi. Công Tôn Thắng đạp một cái vào đuôi xe sức lực cực lớn làm cho chiếc xe máy lập tức mất đi cân bằng, lao vọt về phía trước. Lương Cung Nhạn Sương lập tức phát ra một tiếng hét chói tai, bởi vì một đạp vừa rồi của Công Tôn Thắng làm chiếc xe máy lao về phía vách đá. Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện xảy ra rất nhanh, cả quá trình cũng chỉ mất có một, hai giây. Chờ tới khi Lương Cung Nhạn Sương kịp phản ứng thì chiếc xe máy đã lao ra ngoài vách đá, rơi xuống biển rộng đang nổi sóng lớn phía dưới. Chương 623, lao xuống vách đá. Trên vách đá, mấy chục bóng người ngã trên mặt đất, tất cả đều đã không còn động đậy. Công Tôn Thắng đứng ở trước mặt người cuối cùng còn có thể thở dốc, ánh mắt lãnh đạm. "Cậu hại chết cô chủ của chúng tôi, nhà Lương cung chúng tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu." Người kia cắn răng, nhìn về phía Công Tôn Thắng và kêu lên một câu. "Nhà Lương cung, ở Nhật kia sao?" Công Tôn Thắng thản nhiên nói. "Nếu cậu đã biết Vậy nên chủ động đi tới nhà Lương cung tôi nhận tội đi, bằng không cậu sẽ không có kết cục tốt đâu." Người kia tiếp tục nói. Công Tôn Thắng cười, mở miệng hỏi, "Anh biết tôi là ai không?" Người này lập tức sừng sốt, đột nhiên cảm giác như bị Công Tôn Thắng nói trúng điểm quan trọng nhất. Gã thật sự không biết người trước mắt này là ai, ở đây lại cách xa đất liền, chỉ cần dùng chút thủ đoạn, căn bản sẽ không điều tra ra được chuyện gì xảy ra ở đây thật ra tôi có nói cho anh biết cũng không sao, tôi là công tôn thắng của nhà công tôn, công tôn thắng chậm rãi nói. Người kia trợn trừng mắt, cùng là gia tộc cao cấp trên thế giới, gã tất nhiên đã nghe nói qua về nhà công tôn. Chẳng qua anh có thể sẽ không có cách nào truyền tin tức này trở lại được. Công tôn thắng nói xong giơ chân lên, giẫm lên trên cổ của người kia, nhất thời dùng sức. Cơ thể người kia dẫy dụa vài cái, sau đó lại không còn động tính gì nữa. Giải quyết xong người cuối cùng, Công Tôn Thắng đi tới bên cạnh vách đá, liếc nhìn phía dưới vách đá tối tăm, nơi đó vọng tới những tiếng sóng biển vỗ vào vách đá. Ngay cả bản thân anh ta cũng không ngờ sau đó lại xuất hiện biến cố như vậy. Cô chủ nhà Lương cung tự nhiên dẫn theo Lâm Thanh Diện lao xuống vách đá này. Người nhà Công Tôn còn lại đi tới phía sau Công Tôn Thắng, mở miệng nói, "Cậu chủ, thực lực nhà Lương cung không thể khinh thường được. Cho dù người ở đây đều đã giải quyết hết, nhưng không thể khẳng định không có kẻ nào trốn ở bên cạnh đã chạy mất nếu chuyện này truyền đi sợ rằng sẽ dẫn tới nhà lương cung nhầm vào chúng ta không sao ở đây không phải là đất liền muốn điều tra ra cũng không dễ dàng gì hơn nữa chẳng qua chỉ là một nhà lương cung mà thôi nếu là nhà công tôn trước kia chúng ta có thể sẽ suy nghĩ tới sự tồn tại của bọn họ nhưng sau này thì không công tôn thắng tôi sẽ làm cho nhà công tôn bước lên một bậc thang mới công tôn thắng hăng hái toàn thân đều có khí thế không thể địch nổi người nhà công tôn kia cũng kinh hãi trước khí thế này của công tôn thắng sau đó chắp tay nói cậu chủ uy vũ anh nói xem hai người bọn họ ngã từ đây xuống còn có thể sống được không công tôn thắng mở miệng hỏi một câu người kia liếc nhìn phía dưới vách đá mở miệng nói từ đây tới bên dưới phải cao cả trăm mét hơn nữa phía dưới là nước biển mênh mông vô bờ những nơi xung quanh có thể lên được bờ cũng cách xa tới mấy cây số. Lâm thanh diện này đã bị cậu chủ đánh gần chết, một người khác lại là phụ nữ yếu đuối. Nếu bọn họ thật sự có thể sống tiếp, vậy có thể nói là kỳ tích. Tôi cho rằng tên vô dụng này còn không được ông trời chiếu cố như vậy đâu. Công tôn thắng cười, sau đó xoay người đi xuống khỏi vách đá. Xử lý chỗ này một chút, truyền tin tức Lâm Thanh Diện đã chết này ra ngoài, cho dù chúng ta không ra tay, những kẻ thù của nhà họ lâm trước kia chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ vâng trong nhà vương hảo hai người chú vương thím vương đang bận rộn ở trong bếp vương hảo cũng ở bên cạnh giúp một tay hứa bích hoài đứng ở bên cạnh muốn đi lên giúp lại bị chú vương và thím vương cản lại chú vương thím vương để cháu cũng tới giúp đi bằng không cháu sẽ rảnh rỗi chẳng có chuyện gì làm mất hứa bích hoài mở miệng không cần không cần cháu đang mang thai chuyện như vậy cứ để vương hạo làm là được, cháu cứ ngồi chờ đi, chú thím sẽ làm xong nhanh thôi. Thím vương vừa cười vừa nói. Hứa bích hoài không biết làm sao, đành phải đi tới trước bàn ăn và ngồi xuống, thuận tiện nhìn đồng hồ. Cô nghĩ thầm, Lâm Thanh Diện đã ra ngoài lâu như vậy, theo lý thuyết cũng nên xử lý xong rắc rối chứ. Sao tới bây giờ vẫn chưa thấy anh ấy về? Hứa Bích Hoài lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lâm Thanh Diện, muốn hỏi xem anh đang ở đâu. Số điện thoại bạn gọi đã tắt máy. Trong điện thoại truyền tới một giọng nói lạnh như băng. Hứa Bích Hoài lập tức nhíu mày, nói thầm, sao người này vẫn tắt máy vậy? Chẳng lẽ sợ mình làm phiền anh ấy à? Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, đặt điện thoại sang bên cạnh và tiếp tục chờ. Không lâu sau, hai người chú Vương Thím Vương đã nấu xong các món, bê đến trên bàn đầy cả một bàn lớn. Tất cả đều là món ăn sở trường nhất của chú Vương và Thím Vương chỉ vừa liếc qua đã có thể cho người ta cực kỳ thèm ăn rồi chị hoài cũng nhờ có chị và anh lâm thanh diện ở đây ba mẹ em mới chịu nấu nhiều món ăn như thế đấy nếu em mà ở nhà á cũng chỉ có thể ăn dưa muối thôi vương hạo đặt món ăn cuối cùng xuống nói đùa chú vương thím vương lập tức đều chừng mắt nhìn cậu ta thím vương nói ba mẹ từng bỏ đói con hay gì hả nếu con có ý kiến vậy bữa hôm nay con đừng ăn nữa Vương Hạo vội vàng cầu xin tha thứ, ngồi ở trước bàn ăn. Lâm Thanh Diện đi đâu? Sao tới bây giờ còn chưa về vậy? Thím Vương liếc nhìn Hứa Bích Hoài, mở miệng hỏi: Anh ấy có chút việc cần xử lý. Cháu vừa gọi điện cho anh ấy nhưng điện thoại tắt máy, có thể là hết pin thôi. Chắc anh ấy sẽ về ngay đấy ạ. À? Hứa Bích Hoài mở miệng. Thím Vương khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói: Không sao, không vội. Chúng ta chờ Lâm Thanh Diện về lại ăn. Hứa Bích Hoài, vâng, một tiếng, trong lòng lại có cảm giác bất an. Lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng Lâm Thanh Diện tắt điện thoại. Bình thường Lâm Thanh Diện cũng không hay nghịch điện thoại, vậy để thời gian chờ một ngày cũng không thành vấn đề, theo lý thuyết sẽ không thể nào hết pin được. Hơn nữa, Lâm Thanh Diện cũng nói với Hứa Bích Hoài, vì để cho cô có thể liên hệ với anh bất cứ lúc nào, Lâm Thanh Diện sẽ luôn để điện thoại di động của anh ở trạng thái khởi động 24 phần 24 giờ chẳng lẽ đám người nhà họ trần quá khó ứng phó ngay cả lâm thanh diện cũng xử lý không được à hứa bích hoài trầm ngâm một lát tiếp theo lại cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho lâm thanh diện vẫn là tình trạng tắt máy hứa bích hoài suy nghĩ một lát sau đó gọi tới số của lương cung nhạn sương cũng tắt máy trong lòng hứa bích hoài lập tức hơi sốt ruột trong đầu xuất hiện mấy suy nghĩ chú vương thím vương nếu không chú thím cứ ăn trước đi cháu ra bên ngoài tìm lâm thanh diện bảo anh ấy nhanh chóng trở về hứa bích hoài đứng lên muốn đi ra ngoài vừa lúc đó một người đàn ông xuất hiện ở trong phòng sau khi nhìn thấy hứa bích hoài anh ta mở miệng hỏi xin hỏi ngài chính là hứa bích hoài sao hứa bích hoài hơi nghi ngờ nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt sau đó khẽ gật đầu là tôi sao vậy mong ngài lập tức thu dọn đồ đạc cùng tôi rời khỏi đây tôi đã tìm được tàu rồi Ngoài đồ thật sự quan trọng, những cái khác tạm thời không cần mang theo. Việc cấp bách bây giờ là phải rời khỏi đây trước đã. Người đàn ông kia mở miệng nói. Trong lòng hứa Bích Hoài lập tức hơi cảnh giác, ba người nhà chú Vương cũng thấy hơi kỳ lạ, không biết người đột nhiên xuất hiện này muốn làm gì. Tôi căn bản không quen biết anh, tại sao phải đi theo anh chứ? Người kia bất lực thở dài, sau lấy ra một sợi dây chuyền, nói tôi dựa theo dặn dò của cô chủ, tới đón cô. Cô ấy nói cô nhìn thấy cái này, sẽ hiểu rõ. Hứa Bích Hoài liếc nhìn sợi dây chuyền, con người coi lại. Đó là sợi dây chuyền của lương cung nhạn xương. Suốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh phải nói rõ trước đã. Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi. Sau khi cô chủ nhà chúng tôi và Ngài Lâm xử lý xong chuyện nhà họ Trần, lúc đang trên đường trở về lại gặp được hai người tự xưng là người nhà công tôn. Một trong hai người kia có thực lực rất cao. Người của chúng tôi đều chết ở trên tay anh ta. Cô chủ và ngài Lâm cưỡi xe máy lao xuống vách đá, còn chưa biết sống chết thế nào. Người đàn ông hơi đau khổ, giải thích một câu. Hứa Bích Hoài nghe được lời này của anh ta, cô chỉ cảm thấy mắt hoa lên, cơ thể mềm nhũn, lập tức hôn mê bất tỉnh. Chương 624: Kiên trì. Hồng Thành. Gia viên Chân Tụy, trong phòng khách của nhà Hứa Bích Hoài. Bầu không khí hơi nặng nề, hai người Hứa Quốc Hoa và Tôn Tuệ Phương ngồi ở trên sofa, không nói một lời. Trần Tài Anh, Hướng Vấn Thiên, Lý Huỳnh Thái đứng ở bên cạnh, vẻ mặt ai nấy đều thâm trầm, im lặng không nói gì. Trung Linh Nhi ngồi co quắp trên một cái ghế bên cạnh, sớm khóc tới khản cả tiếng. Trên gương mặt cô ta hiện rõ hai vệt nước mắt, đôi mắt to vốn tuyệt đẹp đã khóc tới sưng vù. Chúng ta tạm thời không nên bi quan như vậy. Không phải người kia nói Lâm Thanh Diện lao xuống vách đá cùng cô chủ của bọn họ, cũng không phải bị giết chết luôn. Bây giờ không ai biết bọn họ sống hay chết. Từ trước đến nay Lâm Thanh diện phúc lớn mạng lớn, nhớ đâu cậu ta còn sống cũng không chừng. Trần Tài Anh thấy bầu không khí trong phòng khách nặng nề đến mức sắp ngạt thở thì nói một câu trước tiên. Lâm Thanh Diện tuyệt đối sẽ không chết, anh ấy còn chưa nhìn thấy tôi tán con của anh ấy đâu. Anh ấy làm sao có thể chết như vậy được, giọng Trung Linh Nhi khàn khàn nói một câu. Cho dù những lời này của cô ta hơi buồn cười, nhưng lúc này không ai có thể cười được. Bây giờ, Hứa Bích Hoài đang nằm ở trên giường trong phòng ngủ, sắc mặt tái nhợt, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu nhớ lại từng cảnh xảy ra giữa cô với Lâm Thanh Diện trước đây. Phần ga trải giường trên đầu cô đã bị nước mắt thấm ướt mất một mảng lớn, nhưng Hứa Bích Hoài lại dường như không chi giác, cứ nằm ở đó vẫn không nhúc nhích, chẳng khác nào một xác chết. Từ lúc ở đảo Ánh Trăng về đến giờ đã hai ngày. Đêm hôm đó, người của gia tộc Lương Cung tìm đến Hứa Bích Hoài, nói rõ nguyên nhân sau khi hứa bích hoài ngất xỉu, lại được ngồi tàu đưa về Hồng Thành ngay trong đêm. Trên đường trở về, người của gia tộc Lương Cung cũng đã truyền tin lại trong gia tộc, bảo người ta tới đảo Ánh Trăng tìm kiếm Lâm Thanh Diện và Lương Cung Nhạn Sương, nhưng tới hôm nay, hai người vẫn không rõ tung tích. Sau khi hứa bích hoài trở lại Hồng Thành, cô vừa tỉnh lại, chuyện làm đầu tiên là bảo hướng Vấn Thiên và Trần Tài Anh phái người tới đảo Ánh Trăng, làm chuyện giống như gia tộc Lương Cung vậy nhưng vách đá mà Lâm Thanh Diện và Lương Cung Nhạn Sương rơi xuống lại kéo dài tới mấy cây số, dưới vách đá chính là biển sâu, không có bất kỳ bãi ngầm nào có thể cho người ta lên được. Người của Trần Tài Anh và gia tộc Lương Cung tìm suốt hai ngày hai đêm, vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào. Trong biển sâu có vô số loài cá, nhiều tới mức đếm không xuể. Trong đó có đủ loại cá ăn sắc thối. Ngư dân ở địa phương đoán, rất có thể hai người đã bị những cá lớn ăn mất rồi, cho nên mới không tìm được bất kỳ manh mối nào trên đảo cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện rơi xuống vách đá hễ là người ngã từ trên vách đá xuống không có một lần nào thành công tìm được về không thể nghi ngờ tin tức này có tính hủy diệt đối với hứa bích hoài và tất cả những người có liên quan đến lâm thanh diện phần lớn mọi người phải tiếp nhận sự thật này chỉ có một số ít người không muốn tin tưởng vẫn tin chắc lâm thanh diện còn sống trước mắt tin tức này còn đang được phong tỏa bề ngoài hồng thành vẫn gió êm sóng lặng không ít người còn bàn luận về chuyện lâm thanh diện trong những lúc trà dư tử hậu một lúc lâu hứa bích hoài từ trên giường ngồi dậy dùng tay lau nước mắt của mình nếu là lúc trước cô có thể sẽ mặc cho mình khóc tiếp đồng thời quên đi tất cả mọi chuyện để cho cả người trầm luân nhưng bây giờ cô đang mang thai cô phải suy nghĩ cho đứa trẻ trong bụng hơn nữa hứa bích hoài cũng tin chắc lâm thanh diện không thể chết dễ dàng như vậy được người kia đã hứa với cô sẽ bảo vệ cô cả đời cho nên bây giờ cô phải lấy lại tinh thần, chuyện Lâm Thanh Diện mất tích chắc chắn sẽ không giấu được bao lâu. Hơn nữa phần lớn mọi người sẽ không cho rằng Lâm Thanh Diện chỉ mất tích giống cô. Nếu bên ngoài xác nhận Lâm Thanh Diện đã chết, bất kể là nhà họ Lâm hay tập đoàn Thiên Dương và tất cả thế lực doanh nghiệp có liên quan đến Lâm Thanh Diện đều sẽ phải đối mặt với một tai họa khó có thể đoán trước được. Những cái này là giang sơn của Lâm Thanh Diện, bây giờ Lâm Thanh Diện không ở đây, hứa bích hoài làm vợ của anh lại phải có nghĩa vụ thay lâm thanh diện chống đỡ chúng tối thiểu cô không thể để cho nhà họ lâm lại ngã xuống như vậy hơn nữa cứ một mực đau lòng sẽ chỉ làm cho sức khỏe của cô kém đi vì đứa con của cô và lâm thanh diện cô không thể tiếp tục vì hứng mặc cho mình chìm đắm trong sự đau lòng được hứa bích hoài đứng dậy và hít sâu một hơi giơ tay khẽ sờ bụng của mình sau đó đi ra ngoài phòng cửa phòng mở ra ánh mắt mọi người đều nhìn Hứa Bích Hoài trên gương mặt Hứa Bích Hoài có thêm chút kiên trì và sự cố chấp tới khó hiểu từ hôm nay trở đi tôi sẽ tới chịu trách nhiệm tất cả công việc nhà họ Lâm cho đến khi Lâm Thanh Diện bình an trở về quan lĩnh đảo giữa hồ Lâm Trung Thiên đang ngồi ở trước bàn làm việc xử lý một chồng tài liệu rất dày lúc này một người sốt ruột vội vàng hoảng hốt từ bên ngoài sông vào quỳ một gối ở trước mặt Lâm Trung Thiên xảy ra chuyện gì sao lại hốt hoảng như vậy lâm trung thiên ngẩng đầu liếc nhìn người kia ông chủ vừa nhận được tin tức cậu chủ cậu chủ bị người ta tấn công ở đảo ánh trăng rơi từ trên vách đá cao trăm mét xuống đến nay không biết sống chết thế nào tung tích chưa rõ còn có cô chủ nhà lương cung cũng mất tích cùng với cậu chủ căn cứ theo manh mối điều tra ra được để suy đoán rất có thể người gây ra chuyện này là công tôn thắng cậu cả nhà công tôn người đi theo tông sư lôi uyên hành học tập mới trở về giọng người kia run rẩy nói lâm trung thiên nghe xong người kia nói vỗ mạnh xuống bàn cái bàn kia lập tức vỡ nát tài liệu bay loạn khắp phòng cậu nói gì con trai của tôi mất tích hà trên người lâm trung thiên đột nhiên phát ra khí thế hung hãn người kia sợ đến mức người cũng mềm nhún hai chân quỳ trên mặt đất đúng là như vậy hơn nữa căn cứ theo độ cao của vách đá kia chỉ sợ là cậu chủ đã anh ta còn chưa nói hết lời lâm trung thiên đã đấm mạnh vào trên tường trên bức tường kia lập tức xuất hiện một lỗ to xung quanh có vết nứt lan tràn giống như mạng nhện công tôn thắng ha ha thật hay cho một công tôn thắng nếu lần này con trai của tôi thật sự có gì bất chắc cho dù có mạo hiểm chọc giận tông sư tôi cũng phải đích thân giết chết cậu nhưng nghĩ đến mình không có cách nào rời khỏi quan lĩnh trong lòng lâm trung thiên lại có chút cảm giác bất lực mấy năm nay ở trên phương diện buôn bán quan lĩnh đã vượt qua phần lớn các gia tộc cao cấp. Như gia tộc nhà thượng quan, Lâm Trung Thiên lật tay có thể hủy diệt. Mà nhà công tôn tối đa chỉ mạnh hơn nhà thượng quan một cấp. Chẳng qua nhiều năm như vậy, Lâm Trung Thiên vẫn không thể tiêu diệt nhà công tôn. Trong đó có hai nguyên nhân, một là Lâm Trung Thiên không có cách nào rời khỏi quan lĩnh, một nguyên nhân khác lại là vì phía sau nhà công tôn có một vị tông sư ủng hộ. Sức lực tông sư tất nhiên vượt qua sự tưởng tượng ban đầu của mọi người. Một vị tông sư có thể chống đỡ được một đội quân, tông sư có thể giết người trong vô hình. Chọc giận một vị tông sư, cho dù có lực lượng thương nghiệp mạnh mẽ đi nữa, tông sư vẫn có thể giết gần hết cả gia tộc của anh. Hơn nữa trừ khi có tông sư với thực lực tương đương ra tay, bằng không sẽ không ai có thể bắt được một vị tông sư với thực lực mạnh mẽ, càng chưa nói tới dùng pháp luật để trừng phạt. Người đạt được loại cảnh giới này, tất nhiên đã vượt ra ngoài sự ràng buộc của xã hội đời thường. Truyền lệnh xuống, điều động tất cả lực lượng của quan lĩnh bố trí ở bên ngoài bất chấp mọi giá tìm kiếm tung tích của con trai tôi đồng thời âm thầm thâm nhập vào tất cả lực lượng thương nghiệp nhà công tôn nếu con trai tôi thật sự không còn vậy người nhà công tôn cũng đừng mong sống tốt mặt khác phân ra một phần lực lượng đi tới hồng thành bảo vệ vợ của con trai tôi con bé đang mang thai tôi không hy vọng đứa bé trong bụng con bé lại xảy ra vấn đề một lúc lâu sau lâm trung thiên ra lệnh tuân lệnh trong một biệt thự ở nước Mỹ. Công tôn thắng ngồi ở trước mặt một lão già, chậm rãi nói, lâm thanh diện kia ngã từ trên vách đá cao trăm mét xuống, dưới vách đá là biển sâu, tuyệt đối không thể sống sót. Nhiệm vụ mà ông giao cho cháu, cháu đã hoàn thành. Ông già lập tức cười, mở miệng nói, không hổ danh là cháu trai ông đắc y nhất. Lâm thanh diện chết, vậy có thể loại bỏ mạch nhà họ lâm chứ? Chỉ còn lại vài đám ô hợp mà thôi cháu cũng chẳng có sức lực nào chơi đùa với bọn chúng. Nếu ông muốn loại bỏ thì tự mình phái người tới đi. Công tôn thắng nói với giọng điệu bình thường, không hề kính trọng ông già trước mặt này. Đúng rồi, tiện thể gọi người chủ quán bốn gia tộc lớn tới, nhà công tôn chúng ta cũng đã tới lúc lại bước lên một bậc rồi. chương 625, nạn lớn không chết. Thành phố Tiền Hải, trong một gia đình ở ngay sát bến tàu. Lâm Thanh Diện đang nằm ở trên một chiếc giường, sắc mặt trắng bệch, Hoàn toàn không có sắc máu, môi cũng nứt ra, thỉnh thoảng giật giật vài cái. Nếu không phải còn có chút cử động nhỏ này, bất kể ai nhìn qua đều sẽ tưởng người nằm ở đây là một người chết. Lúc này trong phòng có một cô gái khoảng 18 tuổi đang tò mò nhìn Lâm Thanh Diệt, hai mắt đảo qua gương mặt Lâm Thanh diện, có vẻ hơi nhàm chán. Qua một lát, môi Lâm Thanh diện mấp máy, trong cổ họng phát ra từng tiếng khô khốc. "Nước, nước." Cô gái nghe được tiếng kêu này thì lập tức trợn tròn mắt sau đó vội vàng đứng dậy, nhìn ra ngoài và kêu lên một câu, chị nhạn xương, anh ta hình như tỉnh rồi. Anh ta đang nói chuyện. Sau đó, lương cung nhạn xương mặc áo tơ màu trắng lại vội vàng xông vào trong phòng. Cô ta đến trước mặt Lâm Thanh Diện, gá sát tai tới. Sau khi nghe rõ lời Lâm Thanh Diện nói, cô ta vội vàng nói với cô bé kia, nước, anh ấy muốn uống nước, nhanh lấy nước đến. Cô gái vội vàng gật đầu, chạy ra bên ngoài lấy một cốc nước và đưa cho lương cung nhạn xương lương cung nhạn xương cầm cốc nước ghé sát bên miệng của lâm thanh diện rót một chút lâm thanh diện lập tức ho dữ dội lương cung nhạn xương sợ hãi không biết làm sao chị nhạn xương chị cho uống nước như thế anh ta sẽ bị sặc chết đấy bác sĩ nói các cơ quan trong cơ thể anh ta đều bị tổn thương rất lớn cứ ho dữ dội như thế sẽ chỉ càng làm vết thương của anh ta nặng hơn thôi cô gái mở miệng nói Lương cung nhạn xương lập tức hơi sốt ruột, hỏi tiểu yêu, vậy chị phải làm sao đây? Từ trước tới nay chị chưa từng làm chuyện này. Cô gái được gọi là tiểu yêu chấp chấp mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười gian, mở miệng nói, bây giờ anh ta đang nằm, muốn rót thẳng vào thì nhất định là không được. Hơn nữa, anh ta còn đang bị thương nặng, phải cho uống từ từ. Thật ra em có biết một cách, bảo đảm dịu dàng lại hữu hiệu. Chỉ là... là gì vậy, em mau nói xem là cách gì đi em muốn làm chị sốt ruột tới chết à, lương cung nhạn xương đầy vẻ sốt ruột nói. Hi hi, thật ra rất đơn giản thôi, chị cứ dùng miệng đút cho anh ta uống là được rồi. Chỉ là có lẽ có phần không thích hợp với thiếu nhi mà thôi. Tiểu yêu cười híp mắt nói. Trên mặt lương cung nhạn xương lập tức thoáng ửng hồng, nhưng nghĩ lại thì đây đúng là một cách không tệ. Cô ta liếc nhìn Lâm Thanh Diện, thấy Lâm Thanh Diện đầy vẻ đau khổ, vẫn đang kêu uống nước. Cô ta lại hít sâu một hơi, lẩm bẩm tôi chỉ muốn cho anh uống nước thôi, hoàn toàn không có ý định sảm sỡ anh đâu. Đúng, chính là vậy đấy. Cô ta nói xong, lại nhìn về phía tiểu yêu nói, em còn đứng đấy nhìn cái gì, nhanh đi ra ngoài đi. Tiểu yêu lè lưỡi với lương cung nhạn xương, sau cũng lại thức thời ra khỏi phòng. Lương cung nhạn xương uống một hớp nước, liếc nhìn môi lâm thanh diện rồi cúi người, bắt đầu cho lâm thanh diện uống nước. Có thể bởi vì quá khát nước, Lâm Thanh Diện vừa tiếp xúc tới nước lại tham lam hút lấy. Lương cung nhạn xương trợn tròn mắt nhìn, gương mặt càng đỏ hơn. Cứ như vậy, cả cốc nước được lương cung nhạn xương đưa từng ngụm nước vào trong miệng của Lâm Thanh Diện. Đến cuối cùng khi để cốc xuống, lương cung nhạn xương cũng có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. Sau khi uống nước xong được một lúc, mắt Lâm Thanh Diện khẽ động. Khó nhọc giấy ruộng một lúc, mí mắt của Lâm Thanh Diện cuối cùng được nâng lên lâm thanh diện nheo mắt liếc nhìn xung quanh hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt anh chính là lương cung nhạn sương với gương mặt đỏ bừng đang vỗ ngực làm cho bản thân mình bình tĩnh lại tiếp theo lâm thanh diện lại phát hiện ra mình đang nằm ở một căn phòng vẫn tính là sạch sẽ chỉ có điều hơi đơn sơ ký ức trong đầu hiện lên anh nhớ trước khi anh mất đi ý thức anh đã bị công tôn thắng đánh gần chết sau đó lương cung nhạn sương dẫn người tới cứu anh công tôn thắng đuổi theo lương cung nhạn xương cho xe máy lao thẳng ra khỏi vách đá, rơi vào trong biển rộng. Chuyện sau đó thì anh không nhớ nữa. Cô làm sao vậy? Sao mặt cô đỏ thế? Chúng ta đang ở đâu? Lâm Thanh Diện nhìn lương cung nhạn xương mở miệng hỏi. Lương cung nhạn xương cho quên luôn hai câu hỏi trước của Lâm Thanh Diện, mở miệng nói chúng ta ở trong nhà chú cố, là chú ấy đã cứu chúng ta về. Bọn họ nói chỗ này là thành phố Tiền Hải, tôi cũng không biết rốt cuộc là chỗ nào nữa. Lâm Thanh Diện tìm kiếm những thông tin có liên quan tới thành phố Tiền Hải ở trong đầu. Anh phát hiện ra mình không có ấn tượng gì về thành phố này, chỉ mơ hồ nhớ nơi này là một thành phố nhỏ ven biển tương đối hẻo lánh ở phía nam, bởi vì thành phố không tính là lớn, cho nên cũng không nổi tiếng. Anh muốn ngồi dậy, sau khi dùng chút sức lực, chỗ ngực lập tức truyền đến cảm giác đau đớn thấu tim làm anh không có cách nào dùng thêm chút sức lực nào nữa. Anh đừng động đậy, cơ quan trong cơ thể của anh bị tổn thương rất nghiêm trọng, Bây giờ chỉ có thể nằm thôi." Lương cung Nhạn Sương nói hơi quan tâm. "Tôi hôn mê bao lâu rồi?" Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. "5 ngày." Lương cung Nhạn Sương trả lời. Lâm Thanh Diện chợt biến sắc, dựa theo tình hình lúc đó, mình rơi vào trong biển 5 ngày vẫn không phát hiện ra, vậy sợ rằng đã bị cho là chết rồi. Anh biết bây giờ Hứa Bích Hoài nhất định đang nóng lòng như lửa đốt, cho nên muốn lập tức gọi điện thoại cho Hứa Bích Hoài, báo bình an, nhưng anh căn bản không nhúc nhích được. Chẳng bao lâu, anh đã bình tĩnh lại, dù sao cũng đã 5 ngày trôi qua, chậm một chút cũng không sao. Lương cung nhạn sương nhìn ra suy nghĩ trong lòng Lâm Thanh Diệt, hơi ghen tị nói anh muốn liên hệ với Bích Hoài à. Điện thoại di động của anh đã bị hỏng, nếu anh nhớ số của cô ấy, tôi có thể đi tìm chú cố mượn điện thoại qua. Cô ta vốn tưởng Lâm Thanh Diện tỉnh lại, sẽ biết ơn vì được cô ta cứu, nhưng không ngờ người đầu tiên mà lâm thanh diện nghĩ đến vẫn là hứa bích hoài trong lòng tất nhiên hơi mất mát không cần lát nữa gọi cũng được sao chúng ta tới được đây vách đá kia cao như vậy từ chỗ đó ngã xuống khả năng hai chúng ta sống sót hẳn rất thấp mới đúng lâm thanh diện nhìn ra lương cung nhạn xương đang ghen lại chuyển đề tài chuyện này thì phải cảm ơn cái xe máy mà tôi lái lúc đó chiếc xe này là do tôi mượn được của một người ở gần đó lúc đó người kia muốn đi tới bến tàu để giao áo phao. Những cái áo phao đó lại được buộc ở sau xe. Sau khi chúng ta rơi xuống biển, tôi phải tốn rất nhiều sức lực mới mặc được áo phao vào giúp anh. Lúc đó, tôi suýt nữa đã chìm trong biển. Sau đó, tôi nghĩ mình mà chết, chắc anh cũng chẳng sống nổi. Có trời mới biết tôi lấy đâu ra sức lực, cũng mặc áo phao cho mình. Lúc đó trong nước có mạch nước ngầm, hai chúng ta bị cuốn vào. Tôi sợ tách khỏi anh nên nắm chặt lấy anh không thả. Sau đó, tôi quá mệt đã hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện hai chúng ta nằm trên một chiếc thuyền đánh cá, chính là thuyền đánh cá của chú Cố. Chú ấy nói lúc đó hai chúng ta dính chặt lấy nhau, tay tôi ôm chặt lấy anh, bất kể làm thế nào cũng không kéo ra được. Chú ấy vẫn là lần đầu tiên thấy có người hôn mê còn có sức lực lớn như vậy đấy. Hai chúng ta đúng là quá may mắn, mạch nước ngầm này không cuốn chúng ta tới biển rộng mà cuốn tới một khu vực ven biển giữa đảo ánh trăng với đất liền lúc đó chú cố rời bến đánh cá, mới phát hiện ra chúng ta. Nghĩ lại quả thật hơi thần kỳ, tình cảnh nhìn qua chắc chắn phải chết, vậy mà chúng ta lại may mắn còn sống. Có thể là do ông trời bị tôi làm cho cảm động, lúc này mới có kỳ tích như vậy. Lương Cung Nhạn Sương nói, trên mặt cũng đầy vẻ xúc động. Lâm Thanh Diện yên lặng nghe Lương Cung Nhạn Sương kể, cho dù cô ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng nhất định không có cách nào tưởng tượng ra được nguy hiểm lúc đó. Cô ta là một cô gái, không ngờ ở dưới tình huống đó lại có thể nắm chặt lấy mình, điều này quả thật cần có lực ý chí vượt quá người thường. Lẽ nào, cô gái này đã thật sự thích mình tới mức đó sao? Về chuyện lương cung nhạn xương cứu mình một mạng, trong lòng Lâm Thanh Diện vô cùng biết ơn. Chỉ là tình cảm của cô gái này dành cho mình, khiến Lâm Thanh Diện không biết phải làm sao. Lương cung nhạn xương đã bỏ ra quá nhiều vì mình, trong lòng Lâm Thanh Diện lại càng thấy hổ thẹn hơn bởi vì anh hiểu rõ lương cung nhạn sương muốn gì chỉ là anh không có cách nào cho được một lúc sau lâm thanh diện nhìn lương cung nhạn sương đầy thâm tình và nói một câu cảm ơn lương cung nhạn sương cúi đầu trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn cô ta cũng không biết vì sao từ trước đến nay cô ta luôn được nuông chiều muốn gió được gió muốn mưa được mưa nhưng ở trước mặt lâm thanh diện lại tự nhiên dễ thỏa mãn như vậy rõ ràng lúc ấy còn đang ghen bây giờ chỉ vì một câu cảm ơn đơn giản của lâm thanh diện lại thật lòng muốn cười trong lúc hai người chìm đắm giữa một bầu không khí hơi ái muội giọng nói của tiểu ưu vang lên chị nhạn xương chị cho uống nước xong chưa em mời bác sĩ tới rồi này lâm thanh diện lập tức hơi nghi ngờ liếc nhìn lương cung nhạn xương nhớ lại lúc ấy mình vô cùng khát nước sau đó lại cảm nhận được chút mềm mại làm giảm bớt sự khô khốc của mình lúc ấy cô cho tôi uống nước thế nào vậy Lâm Thanh Diện liếm đầu lưỡi, cảm giác được chút vị ngọt ngào. Audio điện tử võ tấn bền chương 626, cả đời tôi đã nhận định là anh. Lương Cung Nhạn Sương lập tức hơi trột dạ, khẽ ho khan vài tiếng, lập tức lãng quên câu hỏi của Lâm Thanh Diện, xoay người nhìn về phía cửa. Tiểu yêu, mau dẫn bác sĩ vào đi, anh ấy đã tỉnh rồi. Lương Cung Nhạn Sương mở miệng. Lâm Thanh Diện thấy Lương Cung Nhạn Sương như vậy, trong lòng càng cảm giác chuyện cho uống nước này không đơn giản. Chẳng qua ý thức của anh lúc ấy quá mơ hồ, chỉ có thể mơ màng nhớ được chút cảm giác mềm mại, ngoài ra không có bất kỳ ấn tượng nào khác. Lúc này tiểu yêu dẫn theo một ông già khá lớn tuổi đi đến. Khi thấy Lâm Thanh Diện tỉnh lại, tiểu yêu lập tức liếc nhìn, sau hơi mất mát nói, chị nhạn xương, anh ta nhìn qua rất bình thường mà. Chị xinh đẹp giống như một cô gái nhỏ như vậy, sao lại coi trọng anh ta chứ? Lương cung nhạn xương trừng mắt với tiểu yêu, nói, một đứa con nít xanh như em đương nhiên không hiểu đâu. Sau đó, cô ta nhìn về phía lâm thanh diệt, nói, người này là cố tiểu yêu, con gái chú cố đã cứu chúng ta về. Mấy ngày qua, cô ấy cũng giúp đỡ chăm sóc anh không ít đâu. Lâm thanh diện không để ý tới lời nói của rồi của cố tiểu yêu, mà nhìn cô ấy cảm kích nói một câu cảm ơn. Người anh nên cảm ơn không phải là em mà là chị nhạn xương mới đúng anh không biết đâu, trong mấy ngày anh hôn mê, mỗi ngày chị Nhãn Sương chỉ ngủ gần 3 tiếng, thời gian còn lại đều ở bên cạnh anh, trông cho anh truyền nước, thay quần áo, lau mặt, lau người cho anh. Mỗi khi anh đau đớn, phát ra tiếng kêu kỳ lạ, chị Nhãn Sương còn xoa chán của anh, mãi đến khi anh bình phục lại, ba đưa hai người về đây. Tay chị Nhãn Sương rất đẹp, vừa nhìn cũng biết là tay của cô chủ. Chị ấy lại không ngại khổ cực để làm nhiều chuyện vì anh như vậy, tay cũng bị rách nhiều lần, sau này anh phải đối xử thật tốt với chị ấy đấy. Tiểu yêu nhìn Lâm Thanh Diện nói. Này, tiểu yêu, em nói cái này làm gì chứ? Lương Cung Nhạn Sương nhìn tiểu yêu hơi trách cứ. Tiểu yêu làm mặt quỷ với Lương Cung Nhạn Sương, nói chẳng phải em sợ anh ta không biết tới điểm tốt của chị sao. Em cảm giác, nếu người nằm ở trên giường là ba em, chưa chắc mẹ em đã làm được tới mức đó đâu. Ánh mắt Lâm Thanh Diện phức tạp liếc nhìn Lương Cung Nhạn Sương anh không ngờ trong mấy ngày mình hôn mê bất tỉnh, lương cung nhạn xương tự nhiên lại làm nhiều chuyện cho mình như vậy. Biết rõ cô ta là cô chủ của gia tộc lương cung, từ bé đã được nuông chiều tới mức nào, trong lòng lâm thanh diện chợt sinh ra một cảm giác khó hiểu, không sao nói ra được thành lời. Lương cung nhạn xương tránh ánh mắt lâm thanh diện, nhìn về phía bác sĩ mà tiểu yêu dẫn tới, nói mau để cho bác sĩ khám cho anh ấy đi. Anh ấy vừa đau tới mức không ngồi dậy nổi đấy. Nếu nghiêm trọng, chị chỉ đành nghĩ cách đưa anh ấy đến bệnh viện trong thành phố lớn để chữa trị thôi. Tiểu yêu khẽ gật đầu, sau đó bảo bác sĩ kia khám bệnh cho Lâm Thanh Diện. Bác sĩ lấy ống nghe bệnh và một vài dụng cụ khám bệnh ra, đặt ở bên cạnh, sau đó ngồi bên giường, bắt mạch cho Lâm Thanh Diện trước. Sau khi khám bệnh một lúc, chân mày bác sĩ càng nhíu chặt lâu hơn, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện cũng càng thêm kỳ lạ. Ban đầu, Lương Cung nhạn xương thấy Lâm Thanh Diện tỉnh lại thì vui mừng giống như chú chim sẻ. Sau khi thấy vẻ mặt bác sĩ như vậy, trong lòng chợt cảm thấy bất an. Không khí trong phòng lập tức bắt đầu trở nên nặng nề. Ngoại trừ tiếng hít thở và động tác của bác sĩ, không ai phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cuối cùng, bác sĩ thả dụng cụ trong tay mình xuống, liếc nhìn Lâm Thanh Diện rồi mới mở miệng nói: "Tôi làm nghề y nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu thấy được người có tình trạng vết thương nặng thế này mà còn có thể sống được." nếu tôi không đoán sai ngực cậu chắc chắn bị vật nặng hơn cậu gấp vài lần đập chúng nếu là người bình thường bị đập như vậy thì đã tắt thở rồi tôi vừa kiểm tra xương khớp cho cậu nó còn cứng hơn xương người bình thường rất nhiều có thể đây cũng là nguyên nhân khiến cậu còn sống nhưng các cơ quan bên trong cơ thể cậu lại bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng đã đến mức như đèn cạn dầu rồi cho dù là dụng cụ tân tiến nhất sợ rằng cũng không có cách nào chữa cho cậu khỏi hắn được tôi đoán cậu cùng lắm chỉ sống thêm được hai tháng nữa thôi. Trong hai tháng này cố gắng làm vài chuyện mà cậu thích làm đi. Lão già tôi đành bó tay rồi. Bác sĩ nói xong, lại từ trên ghế đứng lên. Lương cung nhạn xương nghe bác sĩ nói vậy đã ngân ngấn nước mắt. Cô ta hơi sốt ruột, đứng ở trước mặt bác sĩ nói, bác sĩ, có phải ông đã khám nhầm hay không? Không phải anh ấy đã tốt hơn à? Sao có thể chỉ sống được hai tháng nữa chứ? Xin ông hãy khám kỹ lại đi, anh ấy không thể chết dễ dàng như vậy được. Bác sĩ lắc đầu, nói cậu ta đã bị thương tới mức đó, cho dù mắt tôi có mở cũng không thể khám sai được. Bất kể là Trung Y còn là Tây Y, cho dù là hoa đà trên đời nhìn thấy vết thương của cậu ta cũng sẽ đưa ra kết luận như tôi thôi. Nước mắt lương cung nhạn xương lập tức chảy xuống mặt, không thể như vậy được. Nhất định là ông khám sai rồi. Chị nhạn xương, bác sĩ này là bác sĩ Trung Y nổi tiếng nhất ở thành phố Tiền Hải bọn em đấy ông ấy thậm chí còn giỏi hơn cả những bác sĩ trong các bệnh viện lớn. Ông ấy sẽ không khám nhầm được đâu, chị đừng quá kích động, tiểu yêu nhìn lương cung nhạn xương có phần thông cảm. Bác sĩ cũng bất lực thở dài, sau đó xoay người ra khỏi phòng. Lâm Thanh Diện cũng không ngờ kết quả bác sĩ này khám bệnh cho mình lại là mình chỉ còn sống được hai tháng nữa. Không thể nghi ngờ, tin tức này chẳng khác nào một cú xét đánh đối với anh. Nhưng anh không kích động như lương cung nhạn xương, cho dù đối mặt với cái chết, Lâm Thanh Diện vẫn duy trì được sự bình tĩnh. Tiểu yêu liếc nhìn hai người Lâm Thanh Diện và Lương Cung Nhạn Sương, mở miệng nói, vậy em ra ngoài trước đây. Chị Nhạn Sương, chị đừng quá kích động nhé, lời bác sĩ nói cũng không phải là tuyệt đối, không chừng chúng ta còn có thể tìm được cách khác. Tiểu yêu nói xong, rời khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa lại. Lương Cung Nhạn Sương lại không ngừng rơi nước mắt cô ta nhìn lâm thanh diện một lúc lâu thấy lâm thanh diện hơi ngơ ngác nhìn trần nhà sau đó cô ta đứng lên lau mắt và đi ra khỏi phòng lát sau lương cung nhạn sương lại từ bên ngoài trở về trong tay cô ta cầm một cái điện thoại di động và ngồi xuống bên cạnh lâm thanh diện tôi biết bây giờ anh chắc hẳn rất nhớ bích hoài có phải anh muốn gọi điện thoại cho cô ấy không anh nói số điện thoại cho tôi biết tôi bấm số giúp anh lương cung nhạn sương nghẹn ngào nói Lúc này trong đầu Lâm Thanh Diện đúng là đang nhớ lại từng cảnh tượng trong quá khứ của mình. Anh cũng không ngờ, cho dù mình nạn lớn không chết, nhưng chỉ còn lại có thời gian 2 tháng cuối cùng. Anh thấy Lương cung nhạn xương cầm điện thoại qua, trong lòng quả thật muốn gọi điện cho Hứa Bích Hoài. Nhưng anh chỉ còn lại có 2 tháng, bây giờ sợ rằng Hứa Bích Hoài cho là anh đã chết. Nếu anh gọi điện thoại tới, có lẽ Hứa Bích Hoài sẽ cao hứng. Nhưng hai tháng sau lại là đả kích lớn hơn nữa đối với cô ấy bản thân lâm thanh diện đã như vậy anh không muốn hứa bích hoài đang mang thai phải chịu kích thích gì nữa cho nên anh lắc đầu nói đừng gọi nếu đã vậy cần gì phải cho cô ấy hy vọng nữa tên khốn kiếp nhà anh lẽ nào anh lại từ bỏ như vậy sao tôi không đồng ý trước lúc tôi làm cho anh thích tôi anh không thể chết được lương cung nhạn xương đột nhiên hô to một tiếng làm lâm thanh diện giật mình lâm thanh diện cười mở miệng nói tôi đã như vậy cô không cần phải cứ để ý tới tôi nữa hừ anh đừng mong mượn cớ này để thoát khỏi tôi tôi nói cho anh biết cho dù hai tháng sau anh sẽ chết tôi cũng muốn làm cho anh thích tôi trong hai tháng này lương cung nhạn xương vừa khóc vừa nói lâm thanh diện mỉm cười lắc đầu vào thời điểm này anh đã không định tính toán với lương cung nhạn xương nữa cái mạng này của anh là do lương cung nhạn xương cứu về trước khi đi ngược lại không bằng phối hợp với cô ta một chút cũng xem như báo đáp ân tình của lương cung nhạn xương. Được, nếu cô có thể làm cho cô thích tôi, vậy tôi lại cân nhắc một chút, cố cắn răng sống thêm mấy năm nữa. Lâm Thanh Diện mở miệng cười. Lương cung nhạn xương tức giận chừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, nói đừng xem thường sức hấp dẫn của cô chủ đây. Cả đời tôi đã nhận định anh rồi, cho dù anh muốn chết, tôi cũng muốn chôn tên của tôi ở trong trái tim anh. chương 627, tôi có thể cứu mạng anh trong mấy ngày sau, lương cung Nhãn sương lại tìm mấy bác sĩ khác nhau tới khám cho lâm thanh diệt, nhưng kết quả nhận được đều giống hệt với lời bác sĩ kia đã nói. bọn họ đều thán phục lâm thanh diện bị thương nặng như vậy còn có thể sống được. sau đó lại đưa ra kết luận lâm thanh diện không sống được bao lâu. điểm duy nhất khác nhau chỉ là bọn họ cảm thấy lâm thanh diện có thể sống nhiều hơn hay ít hơn một tháng mà thôi. lâm thanh diện thản nhiên tiếp nhận kết quả này, thật giống như một người sau khi biết mình sẽ chết lại không quá để ý tới chuyện sống chết nữa lương cung nhạn sương ngược lại không tiếp tục lộ ra bất kỳ vẻ đau lòng nào trước mặt lâm thanh diện cho dù mấy bác sĩ tìm tới sau đó đều vô cùng chắc chắn lâm thanh diện sẽ không sống được bao lâu mỗi ngày lương cung nhạn sương vẫn tươi cười đối mặt với lâm thanh diện lâm thanh diện biết lương cung nhạn sương không muốn mình bị ảnh hưởng bởi bầu không khí bi thương có mấy buổi tối anh không ngủ được nằm nhắm mắt tập trung tinh thần cũng có thể nghe được tiếng nức nở khe khẽ thấy lương cung nhạn xương cố chấp như vậy, Lâm Thanh Diện cũng hơi bội phục. Kể từ sau ngày nói những lời đó, lương cung nhạn xương đã bắt đầu cẩn thận chăm sóc Lâm Thanh Diện. Hơn nữa trong lúc chăm sóc, cô ta còn thể hiện ra mặt tốt nhất của mình cho Lâm Thanh Diện thấy, thể hiện ra đầy đủ vẻ hấp dẫn và tu dưỡng của cô chủ một gia tộc cao cấp. Có nhiều lần, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng hơi hoảng hốt, cảm thấy nếu mình có một người vợ như vậy, có lẽ sẽ thật sự có một cuộc sống khác nhưng đó cũng chỉ là chút hoảng hốt mà thôi. Nếu Lương Cung Nhạn Sương có thể quen biết với Lâm Thanh Diện trước khi hứa Bích Hoài gặp được anh, có lẽ anh sẽ thật sự bị cô ta mê hoặc. Nhưng bây giờ, trong lòng Lâm Thanh Diện đã có hứa Bích Hoài. Cho dù Lương Cung Nhạn Sương có tốt, trái tim anh cũng không có cách nào chứa thêm một người nữa. Một tuần chớp mắt đã qua, cả nhà chú cố đều cố gắng hết sức giúp đỡ Lâm Thanh Diện. Có lẽ vì biết Lâm Thanh Diện đã là người sắp chết, cho nên trong lòng bọn họ sẽ khoan dung hơn rất nhiều. Điều làm tất cả mọi người đều hơi bất ngờ là sau một tuần điều dưỡng, Lâm Thanh Diện vốn chỉ có thể nằm ở trên giường lại miễn cưỡng ngồi dậy được. Biến hóa này vẫn quá đặc biệt, làm người ta phải kinh ngạc, vui mừng. Lương Cung nhạn xương cho rằng đây là dấu hiệu cơ thể của Lâm Thanh Diện dần dần hồi phục. Nếu những bác sĩ kia đều cho rằng Lâm Thanh Diện bị thương như vậy hẳn phải chết, nhưng anh còn sống, bản thân điều này chính là một kỳ tích vậy lâm thanh diện rất có thể sẽ không chỉ đơn giản là sống thêm hai tháng như vậy nhìn lâm thanh diện có chuyển biến tốt đẹp tâm trạng lương cung nhạn xương cũng tốt hơn nhiều không biết cô ta lấy đâu ra một chiếc xe lăn sau khi lâm thanh diện có thể ngồi dậy mỗi ngày cô ta đều dùng xe lăn đẩy anh đi dạo phơi nắng ngoài bến tàu buổi chiều này trời nắng dịu với những cơn gió hay hay thổi qua lương cung nhạn xương lại đẩy lâm thanh diện đi tới trên bến tàu lâm thanh diện anh đúng là tên khốn kiếp trên con đường nhỏ bên bờ biển lương cung nhạn sương đột nhiên dừng lại nói với lâm thanh diện một câu lâm thanh diện sửng sốt mở miệng hỏi xin chỉ giáo cho lúc ấy sau khi ra ngoài người ta khen vợ anh đẹp sao anh lại nói với bọn họ tôi là em gái của anh vẻ mặt lương cung nhạn sương thâm trầm nói không phải cô nhỏ hơn tôi hai tháng sau tôi nói cô là em gái tôi cũng không tính là chiếm lợi lâm thanh diện mở miệng Hừ, có quỷ mới muốn làm em gái của anh. Trong thời gian này, hàng xóm xung quanh nhà chú cố đều nghĩ tôi và anh là vợ chồng. Từ trước đến nay tôi đều chưa từng phủ nhận. Hôm nay, anh nói vậy làm tôi mất mặt tới mức nào chứ? Tôi mặc kệ, từ giờ trở đi, tôi chính là vợ anh, anh phải thừa nhận. Lương cung nhạn xương hơi tức giận nói. Lâm thanh diện dở khóc dở cười, nói, bà cô ơi, cô hãy tha cho tôi đi, tôi là người đã có vợ rồi anh đã là một người sắp chết, quá khứ đều là gió thoảng mây bay. Người cuối cùng ở với anh chính là tôi, tôi mặc kệ, tôi phải có một danh phận, nếu hôm nay anh không thừa nhận tôi là vợ của anh, tôi lại đẩy anh từ đây xuống. Lương cung nhạn xương đẩy xe lăn đến bên cạnh hàng rào bảo vệ. Vậy cô đẩy tôi xuống đi, cũng để cho tôi nhanh chóng được giải thoát. Lâm Thanh Diện mở miệng cười. Lương cung nhạn xương tức giận tới mức dậm chân, kẻ đáng giận này biết chắc là mình mềm lòng vậy anh cứ ở đây mà chờ, xem không ai để ý tới anh, anh sẽ làm được gì. Lương cung nhạn xương quay người rời đi, nhìn qua thật sự là dáng vẻ mặc kệ lâm thanh diện. Nhưng chỉ mới đi được 10 mét, cô ta đã vòng lại. Tôi mắc tội gì không biết, rõ ràng là cô chủ nhà lương cung lại bị anh bắt nạt như vậy. Để ba mẹ tôi biết, bọn họ sẽ đau lòng tới mức nào chứ? Lương cung nhạn xương nghẹn ngào nói. Lâm thanh diện không trả lời cô ta lương cung nhạn xương thấy hơi kỳ lạ liếc nhìn lâm thanh diện phát hiện anh đang nhìn bóng người lưng còng ở cuối con đường này đó là một ông già đội nón lá rộng vành trước mặt ông ta là một cái cần câu bên cạnh còn đặt một giỏ trúc nếu ở bên bờ sông có thể thấy không ít người như vậy nhưng bên cạnh con đường này là biển rộng mênh mông vô bờ bến phía dưới là từng đợt sóng biển cuốn tới cho dù có cá cũng không thể câu được cho nên một bóng người như vậy xuất hiện ở đây lại hơi kỳ quái đẩy tôi qua bên kia ông già kia dường như hơi đặc biệt lâm thanh diện mở miệng lương cung nhạn xương khẽ gật đầu đẩy lâm thanh diện đến bên cạnh ông già bác trai bên này sóng biển cuồn cuộn có cá cũng sẽ chạy mất thôi bác câu cá ở đây sợ rằng sẽ phải tay không mà ra về mất lâm thanh diện cười mở miệng nói ông già quay đầu quan sát lâm thanh diện và lương cung nhạn xương nói tôi câu không phải là cá mà là tâm cảnh lại giống như cô gái bên cạnh cậu biết rõ không thể có được trái tim của cậu nhưng vẫn muốn ở bên cạnh cậu cô ấy làm sao không biết chuyện này là phí công nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ có đôi khi làm việc căn cứ theo kết quả sẽ mất đi rất nhiều thú vui lương cung nhạn xương không ngờ quan hệ giữa cô ta và lâm thanh diện lại bị nhìn ra rõ ràng lập tức hơi đỏ mặt lâm thanh diện dường như suy nghĩ tới điều gì cảm thấy trong lời nói của ông già còn có ẩn ý khác Vậy trước đó bác trai đã từng có thu hoạch chưa? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Ông già mỉm cười, nói thật ra trước khi cậu tới thì không có, chẳng qua bây giờ. Ông già nói xong cầm lấy cần câu, nhất thời dùng sức, một con cá dài nửa mét đã bị kéo ra khỏi mặt nước. Ông già thu cần câu, bỏ con cá kia vào trong giỏ trúc. Wow, thật là lợi hại đấy. Lương cung nhạn xương tán thưởng một câu. Lâm Thanh Diện nhíu mày anh vẫn có cảm giác ông già này đang ám chỉ gì đó với anh. Sau khi cất con cá xong, ông già đứng lên, nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Lúc này Lâm Thanh Diện mới nhìn thấy rõ dáng vẻ của ông ta. Đó là một ông già tương đối hiền hòa, cũng không có điểm gì quá đặc biệt. Thằng nhóc, tôi ở đây quan sát cậu mấy ngày rồi. Cậu và vợ cậu chắc là người tỉnh khác đi. Ông già mở miệng, Lương Cung nhạn xương lập tức mỉm cười gật đầu. Lâm Thanh Diện vừa muốn giải thích đây không phải là vợ tôi, lại bị Lương Cung nhạn xương chừng mắt nhìn lại. Bác trai chỉ sợ bác câu cá ở đây là để chờ tôi đi. Lâm Thanh Diện hơi nghi ngờ hỏi bác sĩ từng khám bệnh cho cậu là một người bạn của tôi. Ông ấy nói với tôi về tình hình của cậu làm tôi có hơi tò mò, cho nên tôi mới quan sát cậu mấy ngày. Ông già không che giấu, mở miệng nói thẳng. À, vì sao bác phải quan sát tôi? Tôi là một người sắp chết. Sao có thể làm bác trai thấy hứng thú chứ?" Trong lòng Lâm Thanh Diện hơi cảnh giác hỏi. Ông già mỉm cười, nói, "Người sắp chết à? Trước khi chuyện xảy ra, tốt nhất không nên vội vàng kết luận." "Tôi tới tìm cậu, là vì tôi có thể cứu mạng cậu." Chương 628: Một lời hứa hẹn. Sau khi hai người Lâm Thanh Diện và Lương Cung Nhạn Sương nghe thấy ông già nói vậy, đều chấn động. Lương Cung Nhạn Sương hơi kích động nói, "Bác trai, bác nói thật ạ?" À? bác thật sự có thể cứu được Lâm Thanh Diện sao? Ông già cười, nói, đại khái nắm chắc 80%, nhưng cụ thể thế nào thì còn phải xem tình hình của cậu ta bây giờ đã. Bác trai, vậy bác mau xem giúp anh ấy đi. Nếu bác trai thật sự có thể cứu mạng anh ấy, cho dù có bảo cháu lên núi đao xuống biển lửa, cháu cũng bằng lòng. Lương cung nhạn xương kích động tới sắp rơi nước mắt rồi. Lâm Thanh Diện lại hơi do dự nhìn ông già. Anh không tin tự nhiên có chuyện bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, càng không tin người có bản lĩnh như vậy sẽ vô duyên vô cớ chạy tới cứu anh. Bác trai, nếu tôi không đoán sai, trước khi bác ra tay cứu tôi hẳn còn có điều kiện đi." Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Ông già mỉm cười, nói, "Không sai, trong thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Bất cứ chuyện gì cũng phải trao đổi với giá trị tương đương." "Bác muốn nhận được gì từ chỗ tôi?" Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. "Cậu tạm thời đừng có gấp, để tôi xem tình trạng của cậu bây giờ đã." chờ sau khi tôi xác định có thể cứu cậu, lại bàn tới điều kiện cũng không muộn. ông già nói xong đi tới trước mặt lâm thanh diện, giơ tay sờ lên một vài vị trí xương và huyệt trên người lâm thanh diện. lâm thanh diện cũng không chống lại, anh vốn là người sắp chết, tất nhiên cũng không sợ ông già này nhân cơ hội làm gì anh. càng quan sát lâm thanh diện, nụ cười trên mặt ông già càng hiện rõ, lẩm bẩm tự nói với mình, căn cốt tốt hiếm thấy, kinh mạch thông suốt thiên tài, đúng là thiên tài trăm năm mới gặp được một người. Không ngờ tôi đã lớn tuổi như vậy, còn có thể gặp được kỳ tài này. Cũng khó trách cậu bị thương nặng như vậy, vẫn có thể sống được. Lâm Thanh Diện nghe thấy ông già nói vậy, cũng không quá sửng sốt. Bởi vì năm đó, khi sư phụ anh phát hiện ra anh, cũng đã nói như vậy. Chẳng qua anh không biết ông già này rốt cuộc có lai lịch gì, nhưng có thể chắc chắn một điểm, trên người ông già này có một cảm giác khủng bố làm Lâm Thanh Diện thật lòng kiêng kỵ cho dù là công tôn thắng cũng chỉ làm Lâm Thanh Diện cảm thấy có chút nguy hiểm thôi. Lâm Thanh Diện từng có cảm giác như vậy trên người sư phụ của anh. Vết thương này của cậu còn chưa tới mức không thể trị được. Đúng lúc chỗ tôi có ba viên thuốc có thể làm cho người ta cải tử hoàn sinh, có thể giúp các cơ quan bị thương trong cơ thể của cậu hồi phục lại. Ông già lấy từ trong áo của mình ra một bình nhỏ, lắc trước mặt Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện không hề kích động, bởi vì anh biết rõ, thứ càng quý trọng lại phải trả giá càng cao. Tôi cần phải làm gì thì ông mới đưa ba viên thuốc này cho tôi. Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi một câu. Rất đơn giản, tôi chỉ cần một lời hứa hẹn của cậu. Ông già chậm rãi nói. Hứa hẹn à, Lâm Thanh Diện sửng sốt, không ngờ ông già đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy. Nhưng có đôi khi yêu cầu càng đơn giản lại ẩn chứa trọng lượng càng nặng hơn. Không sai, tôi cho cậu ba viên thuốc này để cứu sống mạng của cậu, cậu phải hứa với tôi một điều. Sau khi vết thương của cậu được hồi phục, tôi có thể yêu cầu cậu đi làm một chuyện ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Yên tâm, chỉ có một việc thôi, cậu không thể từ chối. Nếu cậu đồng ý, tôi lại có thể đưa ba viên thuốc này cho cậu. Ông già mở miệng. Sau khi Lâm Thanh Diện nghe xong, lập tức hỏi, vậy nếu bác bảo tôi đi giết người thân của tôi, tôi cũng phải đi sao? Ông già mỉm cười, nói tôi không thù không oán với cậu, sao lại bảo cậu đi giết người thân của cậu chứ chắc cậu cũng có thể đoán được tôi đưa ra yêu cầu như vậy là nhìn chúng tiềm lực sau này của cậu nếu cậu sống sót sau này nhất định sẽ thành nhân tài nhân tài giống như cậu tôi chỉ biết dùng trên lưỡi đao thôi sao nếu cậu tin được tôi thì lấy ba viên thuốc này đi nếu không tin được tôi cũng không bắt buộc lâm thanh diện nhìn bình nhỏ trong tay ông già trong ánh mắt hơi do dự ông già này nhìn qua không hề giống với người xấu nhưng cũng chỉ là nhìn qua mà thôi hơn nữa yêu cầu của ông già còn chưa rõ ràng càng là vậy sau này có thể sẽ phải trả giá càng lớn hơn nhưng nếu anh không nhận lời vậy chờ đợi anh lại chỉ có một con đường chết với tình trạng vết thương của anh bây giờ chỉ sợ là từ tài cũng không có khả năng xoay chuyển được trong lúc lâm thanh diện đang do dự lương cung nhạn sương đứng ở bên cạnh đã cầm lấy cái bình nhỏ kia nói tôi đồng ý thay cho anh ấy chỉ cần viên thuốc này của ông có thể cứu sống anh ấy ông có thể bảo tôi làm bất cứ chuyện gì ông già cười nói cô gái cho dù cô xinh đẹp là lựa chọn tốt để làm cháu dâu của tôi nhưng tôi không có chỗ nào cần tới cô cả cho nên sự lựa chọn này vẫn phải giao cho cậu ta lương cung nhạn xương mím môi hơi bất lực một lúc lâu lâm thanh diện hít sâu một hơi nói được tôi hứa với ông bất kể thế nào chỉ có giữ được tính mạng trước, mới có tư cách nói tới chuyện sau này. Ông già hài lòng khẽ gật đầu, sau cầm cần câu của mình, nhấc giỏ trúc lên, mỉm cười nói với Lâm Thanh Diện, nếu đã vậy, chúng ta lại một lời quyết định. Sau này tôi tới tìm cậu, nếu cậu từ chối, có thể sẽ không chỉ đối mặt với cái chết thôi đâu. Ông ta nói xong đi về phía trước. Lâm Thanh Diện hơi kinh ngạc, vội vàng mở miệng nói, chỉ hứa hẹn xuông như vậy thôi à chúng ta không phải nên để lại cách thức liên lạc sao nếu không ông làm sao tìm được tôi chứ nếu cậu có chữ tín thì một câu nói là đủ rồi về phần cách thức liên lạc ông già này không cần chờ đến lúc tôi cần dùng đến cậu tất nhiên sẽ có thể tìm được cậu bất kể cậu đang ở đâu ông già không dừng lại vẫn đi về phía trước một lát sau bóng dáng ông già đã biến mất khỏi tầm mắt của hai người đầu óc của ông này hình như hơi không tỉnh táo thế giới này lớn như vậy nếu thật sự muốn trốn ông ấy làm sao có thể tìm được anh chứ lương cung nhạn xương mở miệng nói một câu nếu nghĩ ngược lại thế giới này lớn như vậy ông ta cũng có lòng tin tìm được tôi bất cứ lúc nào cô nói xem ông ta sẽ nắm giữ tài nguyên và lực lượng khủng khiếp tới mức nào lâm thanh diện nhìn lương cung nhạn xương hỏi một câu lương cung nhạn xương đột nhiên biến sắc thoáng cái đã bị câu nói của lâm thanh diện dọa cho sợ rồi nếu đúng là vậy chỉ sợ 10 gia tộc lương cung cũng không bằng được. Có thể đây chỉ là trò đùa của ông đó không? Có lẽ ba viên thuốc bác ấy đưa cho căn bản không thể chữa bệnh, không chừng còn có độc đấy. Vậy làm sao bây giờ? Lương cung nhạn sương lại hơi lo lắng. Lâm Thanh diện hít mắt lại, mở miệng nói, chuyện tới ngày hôm nay, tôi đã không còn lựa chọn nào khác rồi. Cô đưa tôi trở về đi, rất nhanh lại có thể biết được viên thuốc này có tác dụng hay không ông già cầm theo giỏ trúc đi chậm về phía trước. Chỉ một lát sau, một chiếc xe ô tô địa hình sơn dần di đỗ lại ở trước mặt ông ta. Bên trên có một người đàn ông lưng thẳng như cán bút bước xuống, chào ông già rồi cung kính nói, chỉ huy, ngài đã ở lại đây một tuần, tới lúc quay về bắc cảnh rồi. Ông già khẽ gật đầu, đưa cần câu và giỏ trúc tới. Trong nháy mắt khi ông ta sắp lên xe, ông ta đột nhiên giơ tay lên, vỗ nhẹ vào trán của mình và nói nhỏ một câu, ôi, quên không nói cho tên thằng nhóc kia biết viên thuốc tôi cho cậu ta sẽ xuất hiện hiện tượng dục vọng quá cao. Thôi quên đi, dù sao bên cạnh cậu ta cũng có một cô nhóc, chắc không có vấn đề gì đâu. chương 629 tác dụng phụ Trong phòng Lâm Thanh Diện và Lương Cung Nhạn Sương ở nhà của Cố Tiểu Yêu Bởi vì trong nhà Cố Tiểu Yêu tổng cộng chỉ có 3 phòng, nên Lâm Thanh Diện và Lương Cung Nhạn Sương chỉ có thể chen chúc trong một phòng. Lương Cung Nhạn Sương ngủ trên sofa trong phòng, có đôi khi vào buổi tối sẽ lén nằm một lát bên cạnh Lâm Thanh Diện. Thật ra cũng không phải lương cung nhạn xương muốn chiếm lợi của Lâm Thanh Diện, mà cái sofa kia rất cứng, ngủ chẳng thoải mái lắm. Từ nhỏ tới lớn, lương cung nhạn xương lại chưa từng ngủ trên sofa như vậy, thật sự không chịu được mới lén lên trên giường nằm một lát. Lúc này, lương cung nhạn xương đang nhìn Lâm Thanh Diện đầy vẻ trịnh trọng, trong tay cô ta cầm một cốc nước, trong một tay khác chính là cái bình nhỏ chứa ba viên thuốc kia. Anh thật sự muốn uống ba viên thuốc này à? Lương cung nhạn xương đầy vẻ trịnh trọng hỏi một câu. Lâm Thanh diện mỉm cười nói: Cô nhanh đưa cho tôi đi. Không phải cô sợ nhất là chuyện tôi chết à? Bây giờ lại bối rối vậy. Còn không phải do tôi sợ ba viên thuốc này có vấn đề à? Nhỡ sau khi anh uống vào lại xảy ra chuyện gì, tôi hối hận cũng không kịp. Lương cung nhạn xương mở miệng nói: Dù sao tình hình của tôi bây giờ đã đến mức tệ nhất rồi, có tệ cũng chẳng tệ hơn được nữa. Cô đưa tới đây đi." Lâm Thanh Diện mở miệng. Lương cung nhạn xương bất lực thở dài, đưa cốc nước và thuốc cho Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện hoàn toàn không do dự, ném viên thuốc vào trong miệng mình, sau đó dùng nước nuốt vào trong. Sau một lát, Lâm Thanh Diện lại cảm giác cả người mình từ trên tới dưới đều bắt đầu nóng lên, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt cũng hồng hào hơn rất nhiều. Hơn nữa Điều làm Lâm Thanh Diện hơi kinh ngạc là cảm giác đau đớn từ chỗ ngực của anh truyền đến lại bắt đầu giảm dần. Thuốc viên này hẳn đã có tác dụng rồi. Chỉ là tôi cảm giác đầu mình hơi choáng váng, hơn nữa còn rất buồn ngủ, có thể là do tác dụng phụ của thuốc. Có lẽ tôi sẽ sẽ ngủ rất lâu đấy. Lâm Thanh Diện nói xong, mí mắt đã không nâng lên nổi nữa. Lương Cung Nhạn Sương vội vàng đỡ đưa Lâm Thanh Diện lên trên giường. Lúc này anh đã ngủ rồi, Cô ta giơ tay sờ nhẹ vào trán của Lâm Thanh Diện, phát hiện nhiệt độ trên người anh rất cao, trong lòng hơi lo lắng, lại vội vàng đi tìm cố tiểu yêu, bảo cô ấy đi gọi bác sĩ lần trước đến. Sau khi bác sĩ qua, lại kiểm tra cho Lâm Thanh Diện. Lần này... Bác sĩ khiếp sợ phát hiện ra tình trạng vết thương của Lâm Thanh Diện không ngờ đã bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp. Lương Cung Nhạn Sương nói ra chuyện Lâm Thanh Diện uống 3 viên thuốc, bác sĩ không có cách nào xác định được đó là thuốc gì, nhưng có thể chắc chắn loại thuốc kia có tác dụng rất lớn, giúp cho vết thương của Lâm Thanh Diện hồi phục. Mà trên người Lâm Thanh Diện xuất hiện triệu chứng nóng lên và mê man chỉ là tác dụng phụ của thuốc. Đương nhiên, bác sĩ cũng không xác định được nó còn có tác dụng phụ nào khác hay không. Sau khi xác định Lâm Thanh Diện sẽ không xảy ra chuyện gì, Lương Cung Nhạn sương yên tâm, đồng thời trong lòng cũng hơi kích động. Nếu Lâm Thanh Diện thật sự có thể sống sót, cô ta nghĩ mình nhất định sẽ còn cao hứng hơn cả Lâm Thanh Diện. Bác sĩ căn dặn lương cung nhạn xương vài câu, bảo cô ta cố gắng chăm sóc Lâm Thanh Diện trong thời gian này, nếu có vấn đề gì thì lập tức tới tìm ông ta. Lâm Thanh Diện vẫn ngủ mê man suốt 7 ngày. Trong 7 ngày này, lương cung nhạn xương vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh Lâm Thanh Diện, không dám rời đi nửa bước. Sắc mặt Lâm Thanh Diện càng ngày càng tốt, lương cung nhạn xương đã tin chắc loại thuốc này nhất định có thể chữa trị được tình trạng vết thương của Lâm Thanh Diện. Đồng thời trong lòng cô ta lại hơi nghi ngờ ông già cho lâm thanh diện viên thuốc kia rốt cuộc là ai? Cô ta là cô chủ của gia tộc Lương Cung còn chưa từng nghe qua có loại thuốc có thể làm người ta cải tử hoàn sinh. Nói vậy, ông già kia nhất định là có bối cảnh khiến người ta không thể tưởng tượng được. Chiều hôm đó, bác sĩ tới quan sát tình hình của Lâm Thanh Diện. Sau khi kiểm tra cho anh xong, trên mặt ông tươi cười, nói với Lương Cung nhạn xương, tình trạng của cậu ấy cơ bản đã ổn định. Các cơ quan bị tổn thương trong cơ thể đều được hồi phục trước mắt chỉ còn lại có một vài vết thương nhỏ cần tốn thời gian điều dưỡng thôi, tính mạng đã không có gì đáng ngại nữa. Lương cung nhạn xương lập tức kích động, không ngờ Lâm Thanh Diện lại thật sự không có chuyện gì nữa. Đây quả thực là một kỳ tích, viên thuốc mà cậu ta từng uống tuyệt đối không đơn giản. Đáng tiếc tôi không có cơ hội tìm một viên thuốc như vậy về nghiên cứu. Bác sĩ đứng lên, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ không tới nữa. Cô chỉ cần chờ cậu ta tỉnh lại, giúp cậu ta điều dưỡng những vết thương nhỏ trên người là được. Sau khi tiến bác sĩ đi, lương cung nhạn xương trở lại trước giường của Lâm Thanh Diệt, lại không nhịn được mà rơi nước mắt, chẳng qua lần này là kích động. Tên khốn kiếp nhà anh cuối cùng cũng không sao rồi, tôi đã biết anh sẽ không dễ chết như vậy mà. Lương cung nhạn xương mở miệng. Lúc này, mắt Lâm Thanh Diện chậm rãi mở ra, anh cảm giác chỗ bụng mình có một ngọn lửa không tên đang hừng hực thiêu đốt. Mấy ngày qua anh mê man không tỉnh, cho nên không cảm giác được gì. Nhưng theo ý thức khôi phục, anh càng không thể áp chế được ngọn lửa này nữa. Lâm Thanh Diện, anh đã tỉnh rồi sao? Lương Cung Nhạn Sương lau mắt, mỉm cười nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lập tức từ trên giường ngồi dậy. Bây giờ, vết thương của anh đã hồi phục gần hết, khả năng hoạt động của anh cũng đã khôi phục lại. Tôi cảm giác, rất nóng, hai mắt Lâm Thanh Diện đầy tơ máu, trong ánh mắt nhìn Lương Cung Nhạn Sương kèm theo chút dục vọng. Lương cung nhạn xương giật mình trước ánh mắt này của Lâm Thanh Diện theo bản năng lùi lại một bước. Đây, đây cũng là tác dụng phụ của viên thuốc kia sao? Lương cung nhạn xương cẩn thận hỏi một câu. Hai tay Lâm Thanh Diện không ngừng xé quần áo trên người mình, mở miệng nói chắc vậy. Cô mau ra ngoài đi, tôi cảm giác sắp không nhịn được nữa rồi. Vừa dứt lời, quần áo trên người anh đã bị xé rách. Lương cung nhạn xương nghe được lời này của Lâm Thanh Diện lại không ra ngoài, đây chẳng phải là chuyện cô ta vẫn ngày nhớ đêm mong sao. Cô ta nhìn Lâm Thanh Diện cười, mở miệng nói, nếu đúng là tác dụng phụ, vậy tôi cảm thấy anh nên chút ra, nếu không sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của thuốc, lại kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ đấy. Anh như vậy hẳn rất khó nhận đi, vì để cho anh có thể tiếp tục sống, tôi cũng chỉ có thể hy sinh bản thân một chút vậy. Lương Cung Nhạn Sương nói xong lại đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện vẫn duy trì được chút lý trí cuối cùng, trong lòng anh mắng ông già kia cả trăm lần. Thuốc này có tác dụng phụ như vậy, không ngờ ông ta không nói câu nào. Cô mau ra ngoài, để tôi được yên tĩnh một mình. Chờ lát nữa có người nghe được, sẽ không thể nào giải thích. Lâm Thanh Diện cắn răng, mở miệng nói. Chú Cố và Thím Cố đều đã rời bến, đi đánh cá rồi. Tiểu Yêu cũng ra ngoài chơi với bạn, bây giờ trong nhà chỉ có hai chúng ta thôi. Gương mặt lương cung nhạn xương đỏ bừng, trong mắt vẫn hơi ngượng ngùng. Lâm Thanh Diện thấy dáng vẻ này của Lương Cung Nhạn Sương lại càng thêm không khống chế được cơ thể của mình, bản năng của anh bảo anh lại lập tức ôm Lương Cung Nhạn Sương vào trong lòng. "Cô mau đi ra đi, tôi sắp mất lý trí rồi. Tôi không thể làm chuyện này với cô được." Lâm Thanh Diện khàn giọng nói. Lương Cung Nhạn Sương thấy Lâm Thanh Diện như vậy lại dịu dàng nói, "Chẳng qua tôi không muốn thấy anh phải đau khổ như vậy thôi. Nếu không chút ra ngoài, anh sẽ nhịn tới hỏng mất." Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi chút lý trí cuối cùng trong ánh mắt đã biến mất. Ở trong mắt anh, lương cung nhạn xương hoàn toàn biến thành một bữa tiệc lớn chờ được thưởng thức. Anh không có cách nào khống chế được cơ thể của mình nữa, lập tức nhào về phía trên người lương cung nhạn xương. chương 630, đàn ông cặn bá, lêu lêu lêu. Trong phòng tắm, Lâm Thanh Diện nằm trong bồn tắm, trên người chỉ còn một cái quần lót. Khi ở dưới nước, làn da màu đồng cổ càng tạo cảm giác bắt mắt hơn. Lương cung nhạn xương đứng ở bên cạnh, quần áo trên người đều ướt, từng sợi tóc rũ xuống cũng ướt súng, trên gương mặt càng xinh xắn lại càng thêm quyến rũ. Khắp nơi trong phòng tắm đều là nước, đồ rửa mặt cũng rơi đầy đất. Có thể nhìn ra được ở đây vừa xảy ra hành vi tương đối kịch liệt. Lúc này, lương cung nhạn xương đang cắn đôi môi đỏ mọng của mình, trong đôi mắt đẹp lóe lên chút phức tạp, không biết đang nghĩ gì. Lát sau, lâm thanh diện chậm rãi mở mắt ra. Lúc này, ngọn lửa ở dưới bụng anh đã hoàn toàn biến mất, đầu óc cũng bình tĩnh tới kỳ lạ. Cảm giác được mình đang ngâm trong nước lạnh trong bồn tắm, anh hít sâu một hơi và ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía lương cung nhạn xương bên cạnh. Lương cung nhạn xương thấy Lâm Thanh Diện tỉnh lại, vẻ phức tạp trong ánh mắt biến mất. Sau đó cô ta lại tức giận trừng mắt với Lâm Thanh Diện, vô oán nói, tên khốn kiếp nhà anh, anh có bản lĩnh thì cứ nằm như thế đi, dậy làm gì chứ? Nhớ lại chuyện lúc trước mình mất lý trí, con người của lâm thanh diện co lại sau đó vội vàng kiểm tra cơ thể của mình hơi khẩn trương nhìn về phía lương cung nhạn xương mở miệng hỏi chúng ta đã làm gì hà sao chúng ta lại ở đây sao trên người cô cũng ướt súng vậy quần áo của lương cung nhạn xương ướt súng dính vào trên người làm lộ ra dáng người duyên dáng của cô ta lâm thanh diện nhìn cô ta theo bản năng nuốt nước bọt cũng may là tác dụng phụ của viên thuốc kia đã hết nếu không chắc hẳn anh sẽ lại mất lý trí làm gì à, anh là một người đàn ông còn không biết xấu hổ hỏi tôi vấn đề này. Tôi thật sự nghi ngờ tính hướng của anh có phải có vấn đề không đấy. Rõ ràng anh đã như vậy, người ta lại đứng ở trước mặt anh, cố gắng phối hợp với anh, anh còn cố nhịn, chạy đến phòng tắm xối nước lạnh cho mình tỉnh táo. Lâm Thanh Diện, anh đúng là không phải đàn ông, lương cung nhạn xương tức giận bất bình, giống như mình chịu thiệt vậy. Ý của cô là chúng ta không làm loại chuyện đó à? lâm thanh diện hỏi với vẻ thăm dò lương cung nhạn sương lập tức hơi chán nản giơ nắm đấm nhỏ đánh vào trên ngực của lâm thanh diện oán giận nói tên khốn kiếp nhà anh anh nằm trong bồn tắm này nửa ngày có thể làm gì tôi chứ tôi đã chủ động hiến thân mà anh còn như vậy đáng lẽ tôi không nên cứu anh về nghe được lương cung nhạn sương nói vậy trong lòng lâm thanh diện lập tức thở phào nhẹ nhõm xem tình hình thế này chắc hẳn anh và lương cung nhạn sương không xảy ra chuyện gì Chắc hẳn sau khi anh mất lý trí, cho dù rất muốn làm loại chuyện đó nhưng vẫn dựa vào ý chí cố nhịn xuống, chạy đến phòng tắm dùng nước lạnh làm mình bình tĩnh lại. Lâm Thanh Diện nhìn Lương Cung Nhạn Sương cười, mở miệng nói, tôi không làm gì cô, cô nên cao hứng mới phải chứ. Tôi cũng không muốn phá hỏng sự trong sạch của cô. Lương Cung Nhạn Sương trợn mắt, nói, ai thích anh làm vậy chứ? Về sau người ta muốn lấy anh, cho dù anh phá hỏng sự trong sạch của tôi lại thế nào? lâm thanh diện đứng ở trước mặt lương cung nhạn sương mỉm cười vỗ nhẹ vào vai cô ta mở miệng nói được rồi tôi có thể sống tiếp công lao của cô là lớn nhất tôi sẽ nhớ kỹ phần ân tình này cả đời sau này tôi nhất định sẽ trả lại đủ cho cô được đấy tôi chẳng muốn gì khác chỉ cần anh cưới tôi thôi lương cung nhạn sương lập tức mở miệng ngoại trừ yêu cầu này lâm thanh diện vội vàng nói thêm một câu quần áo trên người cô đều ướt rồi cô mau đi thay đi kẻo lại bị cảm đấy anh nói xong đi ra khỏi phòng tắm lương cung nhạn xương nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng lưng của lâm thanh diện vẻ mặt tức giận bất bình dần dần biến mất trên gương mặt xinh đẹp chợt sáng ngời và hiện lên vẻ chiêu tức sau khi thay quần áo xong lâm thanh diện nghiêm túc kiểm tra lại cơ thể của mình xác nhận tình trạng vết thương của mình đúng là đã hồi phục chỉ còn lại một vài vấn đề nhỏ chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ có thể khỏi hẳn anh đi vào trong phòng tắm kéo lương cung nhạn xương vào trong phòng để cô ta ở một mình trong đó thay quần áo sau mình đi dọn lại phòng tắm bừa bộn không bao lâu chú cố thím cố và cố tiểu yêu lần lượt trở về lâm thanh diện thành thật tỏ lòng biết ơn cả nhà bọn họ cảm ơn bọn họ đã giúp đỡ và chăm sóc anh trong thời gian qua sau khi cả nhà cố tiểu yêu biết vết thương của thanh diện gần như đã lành ai nấy đều vô cùng chấn động bọn họ cảm thấy lâm thanh diện có thể khỏi được hoàn toàn là một kỳ tích để ăn mừng lâm thanh diện khỏe lại thím cô cố ý đi mua chút thức ăn, chuẩn bị làm một bữa ăn ngon, ăn mừng một lần. Hai người Lâm Thanh Diện và Lương Cung Nhạn Sương cũng đi theo giúp đỡ. Trong lúc đó, Lương Cung Nhạn Sương vẫn tìm cơ hội thân thiết với Lâm Thanh Diện nhưng anh vẫn trốn tránh cô ta mãi. Chỉ cần Lương Cung Nhạn Sương qua, anh sẽ lập tức rời đi. Cố Tiểu Yêu đều nhìn thấy rõ những điều này. Cô ấy không biết quan hệ giữa Lâm Thanh Diện và Lương Cung Nhạn Sương thế nào, vẫn cho rằng hai người bọn họ là người yêu. Bây giờ thấy Lâm Thanh Diện trốn tránh lương cung nhạn xương như ghét bỏ vậy, điều này làm trong lòng cố tiểu yêu thấy đặc biệt khó chịu. Hơn nữa, ban đầu cố tiểu yêu đã cảm thấy Lâm Thanh Diện có phần không xứng với lương cung nhạn xương, bây giờ thấy Lâm Thanh Diện còn dám ghét bỏ lương cung nhạn xương, có thể nói ấn tượng về Lâm Thanh Diện kém tới cực điểm. Khi Lâm Thanh Diện bị thương, lương cung nhạn xương tận tình chăm sóc anh. Bây giờ anh khỏe lại, không ngờ bắt đầu ghét bỏ lương cung nhạn xương. Theo cố tiểu yêu thấy, loại hành động này của Lâm Thanh Diện từ đầu đến chân chân chính là hành vi của gã đàn ông cặn bã. Chỉ có điều ngại vì Lâm Thanh Diện mới khỏe lại, cô ấy mới không nói gì. Sau khi ăn cơm tối xong, Lâm Thanh Diện tìm tới cố tiểu yêu, hỏi cô ấy có đệm trải đất để ngủ không? Bây giờ anh đã khỏe, không ngủ giường cũng không sao. Trong nhà cố tiểu yêu không thừa phòng, anh chỉ có thể ngủ cùng một phòng với lương cung nhạn xương, nhất định lại để giường lại cho lương cung nhạn xương anh tất nhiên phải nằm trên sàn. Cố tiểu yêu nghe thấy Lâm Thanh Diện nói vậy, bất mãn với Lâm Thanh Diện lập tức được phát ra, quát anh, Lâm Thanh Diện, anh rốt cuộc có ý gì? Chị nhạn xương chăm sóc cho anh suốt thời gian dài như vậy, anh vừa khỏi đã bắt đầu ghét bỏ chị ấy đủ đường. Bây giờ thậm chí còn không chịu ngủ cùng một giường với chị ấy nữa. Con người anh cũng quá tuyệt tình đi. Lâm Thanh Diện bị cố tiểu yêu nói cho sừng sốt, sau đó lại muốn giải thích em hiểu nhầm, Hiểu nhầm cái gì mà hiểu nhầm, rõ ràng là anh qua cầu rút ván. Hừ, loại đàn ông như anh thật khiến cho người ta thấy buồn nôn. Chị Nhạn xương thích anh đúng là xui xẻo cả tám đời. Cố tiểu yêu căn bản không cho Lâm Thanh Diện có cơ hội giải thích. Lúc này Lương Cung Nhạn xương đi tới, nói với vẻ đáng thương, tiểu yêu, em đừng trách anh ấy, đều tại chị tự mình đa tình thôi. Chị Nhạn xương, anh ta làm như thế là quá bất công đối với chị. Cố tiểu yêu nói xong, lại trừng mắt với Lâm Thanh Diện nói, hoặc là anh ngủ cùng một giường với chị Nhạn Sương, hoặc anh đừng ngủ ở nhà tôi nữa, đồ đàn ông cặn bã. Cô ấy nói xong xoay người quay về phòng. Lâm Thanh Diện bất lực thở dài, biết chuyện này khó có thể giải thích rõ được. Lương Cung Nhạn Sương làm mặt quỷ với Lâm Thanh Diện, cười hì hì nói, đàn ông cặn bã, lêu lêu lêu. Lâm Thanh Diện trừng mắt với cô ta, giơ tay định bắt lấy cô ta. Lương Cung Nhạn Sương vội vàng xoay người, chạy về phòng. Lâm Thanh Diện đi về theo, ngay cả bản thân anh cũng không ý thức được, anh và Lương Cung Nhạn Sương tự nhiên có thể sống chung tự nhiên như vậy. Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ không trêu đùa ẩm ý với người phụ nữ khác ngoài hứa bích hoài. Trong phòng, Lương Cung Nhạn Sương nhìn Lâm Thanh Diện ngồi ở trên sofa, mở miệng hỏi, bác sĩ nói anh chỉ còn lại vài vết thương nhỏ, cần điều dưỡng một thời gian lại có thể khỏi hẳn. Tiếp theo anh tính làm thế nào? Lâm Thanh Diện hít mắt lại. Lúc trước anh nghĩ mình chỉ còn sống hai tháng, tất nhiên không có tâm tư cân nhắc tới chuyện sau này. Bây giờ tình trạng vết thương đã hồi phục, chuyện trong đầu anh nghĩ đến đầu tiên tất nhiên là tìm Công Tôn Thắng trả thù. Nhưng trong lòng anh hiểu rõ, thực lực của Công Tôn Thắng hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của anh, đặc biệt là sức lực khủng khiếp trên nắm tay của anh ta. Lâm Thanh Diện căn bản không biết sức lực này phát ra ngoài thế nào nếu bây giờ tùy tiện đi tìm công tôn thắng trả thù anh chỉ có thể lại thua công tôn thắng hơn nữa tuyệt đối sẽ không còn khả năng sống sót cho nên điều anh muốn làm bây giờ là tìm hiểu rõ ràng rốt cuộc tại sao thực lực của công tôn thắng lại mạnh như vậy một chuyện khác nữa tất nhiên chính là tìm cách nâng cao thực lực bản thân tối thiểu anh phải có đủ tự tin trước khi đi tìm công tôn thắng trả thù đã bây giờ tất cả mọi người cho rằng anh đã chết điều này là một chuyện tốt đối với anh để anh có đầy đủ thời gian nâng cao bản thân mà cơ hội duy nhất để lâm thanh diện có thể làm rõ nguyên nhân sự mạnh mẽ của công tôn thắng và nâng cao chính mình là đi tìm sư phụ anh chờ sau khi khỏi hẳn tôi sẽ đi tìm sư phụ thôi chuẩn bị giết chết công tôn thắng lâm thanh diện trầm giọng nói lương cung nhạn sương khẽ gật đầu nói vậy anh không định nói cho bích hoài biết tình hình của anh hiện nay sao lâm thanh diện do dự một lát nghĩ không thể để bất kỳ ai biết được tin tức mình còn sống một khi chuyện này bị truyền đi công tôn thắng nhất định sẽ ra tay với đám người hứa bích hoài ép mình xuất hiện bây giờ anh tối đa chỉ có thể để cho một mình hứa bích hoài biết mình còn sống cho dù là đám người trần tài anh cũng không thể tiết lộ ngày mai tôi sẽ đi mua một cái điện thoại di động chỉ nói chuyện này cho một mình bích hoài là đủ rồi không để cho cô ấy cứ phải lo lắng hãi hùng mãi được lâm thanh diện mở miệng à Lương cung nhạn xương đáp một tiếng, sau đó lên giường nằm. Cô thì sao? Cô không liên hệ với người nhà lương cung à? Lâm Thanh Diện hỏi. Bây giờ còn chưa được, công tôn thắng kia kinh khủng như vậy, tôi cảm giác cho dù là nhà lương cung cũng không có cách nào chống lại anh ta. Để trong nhà biết tôi còn sống sẽ chỉ làm nhà công tôn chú ý hơn. Lại nói, tôi còn chưa làm cho anh thích tôi, cho nên vẫn không thể trở về được. Lương cung nhạn xương mở miệng. Còn nữa, tôi muốn đi cùng anh tới tìm sư phụ anh. Anh không thể từ chối đâu đấy, nếu anh không đồng ý, tôi lại bảo tiểu yêu qua mắng anh, cho em ấy biết anh muốn bỏ tôi lại để chạy trốn. Suy nghĩ một lát, lương cung nhạn xương cũng không nói gì nữa. Lâm Thanh Diện lập tức lộ vẻ bất lực, bây giờ anh hoàn toàn hết cách với cô chủ đây rồi. Hơn nữa, vừa rồi anh, hình như cũng không muốn từ chối. Mấy ngày nay, sao tôi không thấy cô đeo những đồ trang sức kia? là vì tôi quá bình thường cô muốn người khác cảm thấy cô xứng với tôi hơn à lâm thanh diện chuyển đề tài mỉm cười hỏi một câu ai cần anh lo chứ lương cung nhạn sương trừng mắt với lâm thanh diện sau đó xoay người không để ý tới anh nữa ban đêm lâm thanh diện nằm trên ghế salon cảm nhận độ lạnh và cứng của cái sofa anh quay đầu liếc nhìn về phía lương cung nhạn sương nằm trên giường hóa ra mấy ngày qua cô ta ngủ khó chịu như vậy nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy phàn nàn gì một lúc lâu sau anh từ trên ghế sofa đứng lên lặng lẽ đi tới bên giường nhờ ánh trăng nhìn lương cung nhạn xương cô ta ngủ rất thoải mái dường như từ trước đến nay chưa từng được ngủ ngon như vậy trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ thỏa mãn lâm thanh diện anh chính là tên khốn kiếp lương cung nhạn xương khẽ nói mớ một câu lâm thanh diện không nhịn được cong môi cười sau đầy chân thành nói một câu với người trên giường cảm ơn Audio điện tử võ tấn bền chương 631 Tiệm cầm đồ Sáng ngày hôm sau Lâm Thanh Diện tỉnh ngủ nhưng không hề ngồi dậy Mà lại nằm nhắm mắt thư giãn trên ghế sofa Nghĩ xem kế hoạch tiếp theo mình sẽ làm gì Đúng lúc này Lương Cung nhạn xương ngồi dậy khỏi giường Lười biếng duỗi eo Đã lâu lắm rồi cô ta không có một giấc ngủ ngon đến như vậy Sau khi rời khỏi giường Lương Cung nhạn xương gión rén đi đến trước ghế sofa thấy Lâm Thanh Diện đang nhắm mắt thì cho rằng anh vẫn đang ngủ say. Hừ, ai bảo anh cố chấp, đáng đời phải ngủ trên ghế sofa cứng như vậy. Tiểu thư đây khoan dung độ lượng đồng ý ngủ chung một giường với anh thế mà anh lại không biết quý trọng cơ hội đó. Đúng là kẻ ngu xuẩn. Lương cung nhạn xương nhỏ giọng lầm bẩm rồi khẽ kéo tấm thảm trên người Lâm Thanh Diện. Sau đó, cô ta đi đến trước giường, cầm chiếc đồng hồ trên bàn lên, vẻ mặt không nỡ, ngắm nhìn nó một hồi lâu cái tên khốn kiếp đó cần mua một chiếc điện thoại, cho nên tao chỉ còn cách bán mày đi, hy vọng hôm nay có thể tìm cho mày một gia đình tốt hơn, về sau mày cũng không còn ở bên cạnh tao nữa rồi. Lương Cung Nhạn Sương tự mình lẩm bẩm một câu. Khoảng thời gian này, Lương Cung Nhạn Sương và Lâm Thanh Diện cùng ở nhờ nhà cố tiểu yêu, cho dù là ăn mặc hay khám bệnh cho Lâm Thanh Diện, đều cần rất nhiều tiền. Hơn nữa, Lương Cung Nhạn Sương cũng hiểu rất rõ hoàn cảnh gia đình nhà cố tiểu yêu, gia đình họ cũng không có khả năng để Nuôi sống thêm hai người nữa, cho nên từ lúc bắt đầu, cô đã bán một số đồ trang sức của mình, rồi đưa tiền cho chú Cố, nếu không, hai người họ sợ là đã bị người ta đuổi ra khỏi nhà rồi. Về sau, số thuốc bổ, chất dinh dưỡng cần dùng cho quá trình bình phục của Lâm Thanh Diện và mua xe lăn đều do Lương Cung Nhạn xương bán hết trang sức của mình đổi lấy. Khi điện thoại của cô rơi xuống biển thì nó đã hoàn toàn bị hỏng rồi, hơn nữa cô cũng không có thói quen mang theo thẻ ngân hàng trên người cho nên chỉ có thể dùng cách này để duy trì cuộc sống. Những món đồ trang sức bán đi đều là những thứ lương cung nhạn xương thích nhất, ban đầu cô phải bỏ ra rất nhiều tiền mới có thể mua được nó, nhưng bây giờ, ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cô chỉ có thể bán chúng đi với giá rất thấp. Chiếc đồng hồ này đã là món đồ duy nhất có giá trị trên người cô, sau khi bán nó, cô cũng không biết tiếp theo mình sẽ phải làm như thế nào nữa. Lúc này, Lâm Thanh Diện đột nhiên lặng lẽ mở mắt, liếc nhìn lương cung nhạn xương, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi lạ. Giọng của lương cung nhạn xương khá bé, cho nên anh hoàn toàn không nghe rõ cô ta đang lẩm bẩm cái gì. Chưa đầy một lát sau, lương cung nhạn xương đã thu dọn xong đồ đạc, cầm đồng hồ rồi đi ra ngoài. Lâm Thanh Diện muốn biết lương cung nhạn xương muốn đi ra ngoài làm gì, cho nên sau khi cô ta đi chưa được bao lâu, anh đã vội vã đứng lên, lẳng lặng đi theo phía sau cô ta và đi về phía trung tâm thành phố Tiền Hải. Đến thành phố Tiền Hải chưa bao lâu, lâm thanh diện cũng chỉ đi qua bến tàu mấy lần thời gian còn lại hầu như vẫn luôn ở trong nhà cố tiểu yêu vì thế đây cũng được coi là lần đầu tiên anh đến thành phố tiền hải là một thành phố nhỏ ven biển tương đối vắng vẻ sự phát triển của thành phố tiền hải cũng không phải là tốt lắm thế nhưng chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ ở đây cũng có đầy đủ cơ sở vật chất cần có của một thành phố hơn nữa bởi vì có bến tàu cho nên buôn bán kinh doanh ở đây khá tốt mức sống của người dân nơi đây cũng không kém hơn những nơi khác là bao. Lương Cung Nhạn Sương đi đến trước cửa một tiệm cầm đồ trong trung tâm thành phố, sau khi do dự một lát, cô ta lập tức cầm lấy đồng hồ đi vào bên trong. Ông chủ của cửa tiệm cầm đồ này là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, để dâu cá chê, nhìn khá béo. Lúc này, ông ta đang đứng trước một chiếc bàn, trên tay cầm một ấm trà, nhàn nhã, sưởi nắng, bên cạnh cửa sổ. Khi Lương Cung Nhạn Sương đi vào, Ông chủ khẽ nheo mắt nhìn ra phía cửa, sau đó ánh mắt lập tức phát sáng, vội vã đứng bật dậy. Nhân viên trong tiệm cầm đồ vừa đi đến trước mặt lương cung nhạn xương, ông chủ đã vội vàng chặn anh ta lại, nói, để tôi tiếp đón vị khách này, cậu đi vào trong, nói với cậu chủ hoàng rằng, người đẹp mà lúc trước tôi nói với cậu ấy đã đến rồi. Người nhân viên đó lập tức gật đầu, rồi xoay người đi vào bên trong. Cô gái à, cô lại đến cửa tiệm chúng tôi để cầm đồ đấy ư. Nào nào, đến đây, ngồi xuống bên này đi. Ông chủ tiệm cầm đồ cười híp mắt, đưa lương cung nhạn xương đến bàn. Lương cung nhạn xương cũng không muốn vòng vo, phí lời, cô ta dứt khoát đưa chiếc đồng hồ trong tay cho ông chủ. Tôi muốn bán chiếc đồng hồ này, ông xem thử nó đáng giá bao nhiêu. Lương cung nhạn xương nói. Ông chủ nhận lấy chiếc đồng hồ, sau khi nhìn qua thì ánh mắt lập tức phát sáng. Chiếc đồng hồ này được đó, là hãng Patek Philippe, nhưng mà nhìn kiểu cách có vẻ như là bắt trước theo nhãn hiệu lớn, gia công khá thô giáp. Nhưng xét thấy cô là khách hàng quen thuộc của cửa tiệm, tôi trả cô 15 triệu, cái giá này rất hậu hĩnh rồi, cô thấy sao? Ông chủ cười nói, lương cung nhạn xương lập tức trao mày, nói, đồng hồ của tôi là bản giới hạn, khi đó tôi mua nó với giá hơn 3 tỷ, bây giờ ông lại trả giá 15 triệu, cũng quá rẻ đi. Cô gái à, cô đừng ở đó mà lừa tôi, nếu cô có thể mua được một chiếc đồng hồ hơn 3 tỷ, thì còn phải đến cửa tiệm cầm đồ của chúng tôi ư. Nếu cô có thể lấy hóa đơn mua chiếc đồng hồ này ra đây, tôi sẽ lập tức tăng thêm tiền cho cô. Ông chủ nhanh chóng lộ ra dáng vẻ nhanh trí, khôn lỏi. Lương cung nhạn xương lập tức cảm thấy bất lực, bây giờ làm sao cô có thể lấy hóa đơn mua chiếc đồng hồ này ra được chứ? Nếu là lúc trước, chiếc đồng hồ này cho dù có bị ném dưới đất, lương cung nhạn xương cô cũng lười đi nhặt lên. Thế nhưng bây giờ, do cuộc sống mưu sinh bức ép, cô mới phải hạ mình, dùng nó để đổi lấy tiền duy trì cuộc sống. Tôi không có hóa đơn, nhưng số tiền 15 triệu quả thật quá ít. Ít nhất cũng phải một tỷ rưỡi, nếu không tôi sẽ không đổi ở cửa tiệm ông nữa. Đây là món đồ đáng giá cuối cùng trên người cô, cho nên cô nhất định phải đổi được số tiền lớn, như vậy mới có thể đảm bảo cuộc sống sau này của cô và Lâm Thanh Diện. Nghe vậy, ông chủ lập tức cười, nói cô gái à, cô là đang đưa ra cái giá cắt cổ ư. Một chiếc đồng hồ bắt trước theo thương hiệu nổi tiếng mà lại muốn đổi lấy một tỷ rưỡi, sao cô không đi cướp ngân hàng luôn đi cho nhanh? Thấy ông chủ nói vậy, lương cung nhạn xương lập tức đưa tay ra lấy lại đồng hồ của mình, nói, vậy tôi không đổi tiền ở cửa tiệm ông nữa, tôi đi sang cửa tiệm khác. Nhưng ông chủ lại lập tức nắm chặt đồng hồ trong tay, không hề có ý định trả lại cho lương cung nhạn xương. Ông làm cái gì đấy? Mau trả đồng hồ cho tôi. Lương cung nhạn xương lập tức lo lắng đưa tay ra muốn giành lại đồng hồ trong tay ông chủ. Nhưng lúc này, ông chủ đột nhiên đứng bật dậy, tràn ngập ý cười nhìn lương cung nhạn xương rồi nói, cô gái à, đừng lo lắng, thật ra nếu cô muốn một tỷ rưỡi thì cũng không phải là không thể. Nghe vậy, lương cung nhạn xương khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm ông chủ, hỏi ông có ý gì? Ha ha, điều kiện tiên quyết là cô phải biết điều một chút. Nếu cô nghe lời tôi, đừng nói là một tỷ rưỡi, ngay cả mười năm tỷ cũng không thành vấn đề ông chủ lập tức cười bị ổi. Lương cung nhạn xương theo bản năng lùi lại phía sau hai bước, cảnh giác nhìn ông chủ, hỏi ông muốn làm gì. Đúng lúc này, đột nhiên có vài người đi ra từ bên trong cửa tiệm cầm đồ. Đi đầu là một người thanh niên hơn 20 tuổi, nhìn có vẻ khá lăng nhăng, cả lơ phất phơ. Phía sau anh ta có vài tên bảo vệ. Sau khi người thanh niên đó đi ra, nhìn thấy lương cung nhạn xương thì ánh mắt lập tức trở nên phát sáng, vội vã hỏi, ông chủ trương, cô gái này chính là người đẹp mà ông từng nói với tôi ư. Mẹ nó, quả nhiên là tiên nữ dáng thế mà. Ông chủ trương nghe vậy thì gật đầu, sau đó nhìn sang lương cung nhạn xương, nói cô gái à, tôi cũng không thừa nước đục thả câu với cô nữa. Người này chính là con trai của ông chủ cửa hàng thiên thịnh hoàng nghị cậu chủ hoàng. Cậu ấy rất vừa ý cô, chỉ muốn cô làm người phụ nữ của cậu ấy. Sau này cô sẽ ăn sung mặc sướng, tiền tiêu không hết, quần áo mặc không lo, khi đó thì cần gì phải đến cửa tiệm cầm đồ này của tôi nữa chứ. Cô hãy suy nghĩ thử đi. chương 632 đều là lỗi của tôi. Ánh mắt tham lam của Hoàng Nghị nhìn theo lương cung nhạn xương, anh ta cả đời này chưa từng gặp qua người phụ nữ xinh đẹp như vậy, trong lòng sớm đã hơi vội vàng không yên. Anh ta bước lên phía trước hai bước, mắt híp lại, nhìn chăm chú vào lương cung nhạn xương, mở miệng nói, anh ta nói không sai, làm người phụ nữ của tôi, tôi đảm bảo khiến cho cô hưởng thụ hết thảy vinh hoa phú quý. Lương cung nhạn xương đầy mắt ghét bỏ mà nhìn chăm chú Hoàng Nghị, nói cậu tính là cái thứ gì, cũng dám nói chuyện kiểu này với tôi. Lấy tư cách là cô cả của nhà Lương cung, cô ta cũng sẽ chỉ trở nên dịu dàng, dễ thương, nghịch ngợm khi đối mặt với Lâm Thanh Diện, còn như người đàn ông khác, cô ta căn bản không xem ở trong mắt. Hoàng Nghị bị Lương cung nhạn xương trách mắng như vậy, lập tức sững sờ, tức khắc biểu tình tham lam trên mặt càng tăng thêm mãnh liệt một chút. Ông chủ cửa tiệm cầm đồ có hơi bực bội nhìn lương cung nhạn xương, mở miệng nói cô vậy mà dám nói cậu chủ hoàng như vậy, trung tâm thương mại thiên thịnh ở thành phố Tiền Hải, thế nhưng là trung tâm thương mại lớn nhất, trong nhà cậu chủ, nói ít cũng có ba ngàn tỷ, cô vậy mà nói cậu ấy không xứng với cô. Lương cung nhạn xương bĩu môi, ba ngàn tỷ mà cũng không biết ngưỡng đem ra mà nói, bình thường cô đãi một tiệc sinh nhật, đều có thể nhận được quà tặng không dưới 3.000 tỷ. Hoàng Nghị vẫy tay đối với ông chủ tiệm cầm đồ, cười nói tôi thích phụ nữ như vậy, nếu như là phụ nữ ham tiền, tôi còn xem không được mắt, chinh phục kiểu phụ nữ như này mới có thể khiến cho tôi càng có cảm giác thành công. Lương Cung Nhạn Sương cảm thấy hơi buồn nôn, nhìn về phía ông chủ tiệm cầm đồ, mở miệng nói, mau trả đồng hồ cho tôi, tôi phải đi rồi. Hoàng Nghị cười hi hi, đứng ở trước mặt Lương Cung Nhạn Sương, nói đến đều đã đến rồi vội vàng đi làm gì chứ đi vào nói chuyện cùng với tôi tôi khiến cho cô kiến thức một chút sự lợi hại của tôi nói xong hoàng nghị duỗi ra một ngón tay muốn nâng cầm của lương cung nhạn sương lương cung nhạn sương duỗi tay đánh tay của hoàng nghị ra ngoài sắc mặt đã trở nên u ám một chút nếu như cậu không trả lại đồng hồ kia tôi nhất định sẽ khiến cậu phải hối hận lương cung nhạn sơn biết mình là một cô gái không có biện pháp đấu với hoàng nghị đến thời điểm này cô ta đã không còn sự bảo hộ của nhà lương cung cô ta cũng chỉ là một đứa con gái bình thường mà thôi tiếp tục dây dưa xuống dưới sợ rằng sẽ xảy ra rủi ro cho nên vẫn là trước rời khỏi chỗ này lại nói sau cô ta vừa xoay người muốn đi hoàng nghị lập tức đã cho mấy tên vệ sĩ kia của mình một ánh mắt mấy tên vệ sĩ ngay lập tức ngăn lại trước mặt của lương cung nhạn xương trong lòng lương cung nhạn xương trầm xuống lạnh giọng nói các người có ý gì chẳng lẽ các người đã cướp đồng hồ của tôi, còn muốn hạn chế tự do của tôi? Hoàng Nghị cười lên, mở miệng nói, người đẹp, cô có thể đi ra thử hỏi thăm một chút, phụ nữ mà Hoàng Nghị tôi nhìn chúng, có lần nào để tuột mất khỏi tay? Nơi khác thì tôi không dám nói, nhưng mà ở thành phố Tiền Hải, chỉ cần tôi nghĩ khiến cho cô phải đi trở về qua đêm với tôi, thì không ai dám xen vào việc này. Với tư cách là con trai của ông chủ trung tâm thương mại thiên thịnh, Hoàng Nghị ở thành phố Tiền Hải có thể nói là vô pháp vô thiên, hơn nữa mục tiêu của ta luôn là những cô gái xinh đẹp đến tiệm cầm đồ, đã mang đồ đi đến tiệm cầm đồ, thì chỉ có thể nói rõ là những cô gái này đang gặp phải khó khăn, hơn nữa chắc chắn thường là những người không có bối cảnh gì, anh ta nghĩ muốn chạm tay vào, cũng càng dễ dàng hơn một chút. Ông chủ tiệm cầm đồ này chính là người có nhiệm vụ giúp Hoàng Nghị tìm phụ nữ xinh đẹp, chỉ cần hơi xinh đẹp, đều sẽ báo cho Hoàng Nghị. Trong những năm gần đây, đã có không ít cô gái gặp phải thủ đoạn độc ác của Hoàng Nghị, nhưng lại vì bối cảnh của Hoàng Nghị mà lại cắn răng chịu đựng. Trong lòng lương cung nhạn xương đã hiện ra một tia sợ hãi, bởi vì không nghĩ khiến cho Lâm Thanh Diện biết cô ta đang cầm đồ để đổi lấy tiền. Khi đi ra ngoài, cô ta không nói với Lâm Thanh Diện, giữ nhiều lành ít rồi. Cô lướt mắt nhìn về phía bên trên, sau đó nhanh chóng xuyên qua kẽ hở ở giữa hai người, nhưng mà mấy người vệ sĩ bắt cô trở về. Lương cung nhạn xương giấy rụa chống cự một trận, mở miệng hét lớn các người thả tôi ra. Tôi nói cho các người biết, chồng của tôi là người rất lợi hại, nếu như các người dám đối với tôi làm cái gì, anh ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho các người. Cô đã có chồng, ha ha, thật thú vị, như vậy chơi đến càng hứng thú, mang cô ấy vào bên trong, để cho tôi chăm sóc cô ta thật tốt, xem cô ta còn có thể bướng bỉnh nữa không. Hoàng Nghị cười lạnh nói mấy tên vệ sĩ lập tức kéo lương cung nhạn xương đi vào phía bên trong, ông chủ tiệm cầm đồ cũng biết điều rời đi, đóng cửa lớn lại, để tránh những người khác làm phiền hoàng nghị. Hắn ta vừa mới đóng cửa lại, nghe đến ầm một tiếng, cả cánh cửa từ trên tường rơi xuống, cứng rắn đè ông chủ tiệm cầm đồ cho xuống ở bên dưới. Tất cả mọi người đều bị tai nạn thình lình xảy ra này dọa cho nhảy dựng, đều quay đầu hướng về phía bên kia cánh cửa mà nhìn qua. Một bóng người cao ngất xuất hiện ở đó, chính là Lâm Thanh Diện, lặng lẽ đi theo Lương Cung Nhạn xương qua đây. "Thả cô ấy ra, nếu không thì chết." Trong giọng nói của Lâm Thanh Diện mang theo sát ý vô tận. Lương Cung Nhạn xương nhìn thấy Lâm Thanh Diện xuất hiện, nước mắt một chút chảy ra, đồng thời trong lòng cũng buông lỏng một hơi, cô ta biết, Lâm Thanh Diện đang ở đây thì sẽ không để cho cô xảy ra bất cứ chuyện gì. "Mày là thằng nào, mày sẽ không phải là chồng của cô ta chứ?" Nói cho mày biết, Tao thế nhưng là con trai của ông chủ trung tâm thương mại Thiên Thịnh, mày tốt nhất ngoan ngoãn chút cho tao, nếu không thì đừng trách tao đối với mày không khách khí." Hoàng Nghị trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện rồi hét lớn một câu. Lâm Thanh Diện không có đáp lại hắn ta, đi thẳng đến trước mặt của hắn, bóp chặt cái cổ của hắn ta, dùng lực ném hắn vào phía trên tường. Sau đó thân hình Lâm Thanh Diện nhanh chóng di chuyển, đã đến trước mặt mấy tên vệ sĩ kia, thuần thục đánh gục mấy tên vệ sĩ này xuống đất. Mặc dù vết thương trên người Lâm Thanh Diện còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng mà đã có thể vận dụng phần lớn lực lượng trong cơ thể, thu thập mấy tên vệ sĩ vô dụng này còn là dư giả. Hơn nữa vết thương lần này khiến cho cơ thể của Lâm Thanh Diện càng thêm bền vững kiên cố một chút, lại công thêm tác dụng của viên thuốc mà ông lão đưa cho anh, Lâm Thanh Diện có cảm giác, đợi sau khi tình trạng vết thương của anh lành lại, lực lượng của anh sẽ lại tăng thêm một bậc sau khi lương cung nhạn sương nhìn thấy lâm thanh diện xử lý những tên vệ sĩ kia xong ôm chặt anh rồi khóc lên lần này lâm thanh diện không hề phản kháng vừa mới thật sự là hù chết tôi rồi tôi còn tưởng rằng chính mình thật sự phải bị những cái tên côn đồ này ức hiếp hu 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 anh làm gì không sớm chút đến đây lương cung nhạn sương vừa khóc vừa phàn nàn lâm thanh diện cảm nhận tay của lương cung nhạn sương ôm rất chặt xem đến thật sự là chịu đến sợ hãi một cô gái như cô ta khi đối mặt với những người như Hoàng Nghị này, có thể giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh đã rất là không tồi, chỉ có đối mặt với Lâm Thanh Diện, cô ta mới sẽ bày một mặt yếu đuối của chính mình ra. Sao cô lại ngốc như vậy, không có tiền có thể nói với tôi mà, làm gì phải chạy đến nơi cầm đồ này, cũng may lần này tôi đến kịp, nếu không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lâm Thanh Diện của trách một câu. Lương Cung Nhãn Sơn nghe được, lập tức dương mắt mở to, dơ lên nắm đấm nhỏ của mình, bắt đầu đấm vào ngực của Lâm Thanh Diện ý của anh thì đây chính là lỗi của tôi sao anh cái đồ khốn kiếp này nếu không phải vì muốn mua thuốc bổ cho anh mua điện thoại cho anh tôi đường đường là đại tiểu thư của nhà Lương Cung sẽ lưu lạc đến hoàn cảnh cầm đồ hay sao bây giờ anh vậy mà còn trách tôi sao tôi lại đáng thương như vậy chứ nghe được giọng nói uất ức của Lương Cung Nhạn Sơn Lâm Thanh Diện chỉ biết mình đã nói sai vẻ mặt đầy áy náy có chút vội nhìn Lương Cung Nhạn Sương nói tôi tôi sai rồi tôi không nên nói cô như vậy, đều là lỗi của tôi, cô đánh tôi đi. Lương cung nhạn xương dừng lại, ngẩn ngơ nhìn Lâm Thanh Diệt, không lâu sau, bỗng trên mặt hiện ra một nụ cười ngây ngô. Hình dáng vừa mới nãy của Lâm Thanh Diệt, rất giống với lúc bạn trai nhận lỗi với bạn gái của mình. Lương cung nhạn xương trong phút chốc cảm thấy, mình giống như đang yêu. chương 633, đưa trung tâm thương mại cho chúng tôi hoàng nghị đầy vẻ đau khổ nhìn hai người lâm thanh diện và lương cung nhạn sương đang liếc mắt đưa tình vừa rồi lâm thanh diện ném anh ta một cái suýt nữa đã làm anh ta tắt thở anh ta hung hăng chừng mắt nhìn lâm thanh diện lại liếc nhìn mấy người vệ sĩ đang ngã trên mặt đất kia anh ta biết mình khẳng định không thể ra tay với lâm thanh diện bây giờ chỉ có thể nghĩ cách rời khỏi đây trước trở về lại nghĩ cách trả thù sau anh ta lặng lẽ đứng từ dưới đất lên sau đó lao nhanh về phía cửa nhưng một giây tiếp theo lâm thanh diện cũng đã chắn ở trước mặt anh ta anh ta cảm giác như mình va phải bức tường đồng vách sắt lập tức bị bắn trở lại ngã xuống đất lâm thanh diện lạnh lùng nhìn hoàng nghị mở miệng nói cậu tưởng chuyện này lại kết thúc như vậy sao hoàng nghị biết mình căn bản không phải là đối thủ của lâm thanh diện cho nên vội vàng cầu xin đại ca em biết sai rồi em thật sự không biết cô ấy là vợ của đại ca nếu biết trước em chắc chắn không sẽ làm như vậy đại ca tha cho em đi. Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía lương cung nhạn xương hỏi, cô muốn chừng trị cậu ta thế nào? Người đáng ghét này tự nhiên muốn dở trò lưu manh với tôi, dù thế nào đi nữa cũng không thể dễ dàng tha cho cậu ta được. Ít nhất, làm cho cậu ta đoạn tử tuyệt tôn mới có thể làm tôi bất giận được. Lương cung nhạn xương chừng mắt nhìn Hoàng Nghị, đầy vẻ tức giận. Có Lâm Thanh Diện ở đây làm chỗ dựa, cô ta không sợ trời không sợ đất, không ngờ là dáng vẻ áp trại phu nhân của Đại Sơn Vương. Hoàng Nghị chỉ cảm thấy nửa người dưới của mình rét lạnh, sợ tới run cả người, vội vàng nói: "Người đẹp à, tôi chỉ nhất thời kích động thôi, không phải tôi còn chưa làm gì cô sao?" "Cô tha được cho người thì tha đi, nếu bây giờ cô tha cho tôi, tôi sẽ không gây phiền phức cho cô nữa, cô thấy thế nào?" "Cậu còn muốn gây phiền phức cho tôi à?" Lương cung Nhạn Sương lập tức trợn mắt. "Cậu đã không còn tư cách để bàn điều kiện nữa." lâm thanh diện lạnh lùng nói một câu hoàng nghị nghe được lâm thanh diện nói vậy trong lòng có phần không phục ở thành phố tiền hải ai dám không nể mặt hoàng nghị anh ta bây giờ anh ta có lòng tốt muốn hòa giải hai người kia lại còn được voi đòi tiên không thể nghi ngờ điều này rõ ràng là đang khiêu khích với uy nghiêm của anh ta vẻ mặt anh ta thâm trầm liếc nhìn lâm thanh diện mở miệng nói tôi khuyên anh tốt nhất nên thức thời một chút tôi đồng ý hòa giải với các anh đã là cho các anh thêm chút thể diện rồi. ở thành phố tiền hải này ông đây còn chưa từng sợ ai đâu. anh ra ngoài hỏi thăm xem ở thành phố tiền hải có mấy người chưa đi qua quảng trường thiên thịnh của ba tôi. đấu với tôi thì các người sớm muộn cũng sẽ phải hối hận thôi. lâm thanh diện bĩu môi nói một con trai của ông chủ trung tâm thương mại mà thôi có gì hay mà khoe khoang chứ. mẹ nói nói như anh lắm tiền lắm vậy nếu anh thật sự có tiền còn có thể để vợ anh đi cầm đồ vậy. Đừng có làm màu ở đây nữa." Hoàng Nghị lập tức giấu cợt một câu. Lâm Thanh Diện nghe anh ta nói vậy thì trong lòng thoáng động, nhìn về phía Lương cung nhạn xương hỏi, "Không bằng bảo cậu ta đưa trung tâm thương mại của ba cậu ta cho chúng ta. Trong thời gian qua, cô vì tôi phải chịu nhiều cực khổ như vậy, cũng tới lúc để tôi báo đáp cô một chút rồi. Tôi mua trung tâm thương mại kia xong, sẽ dẫn cô đi dạo phố, cô thấy thế nào?" ánh mắt lương cung nhạn xương lập tức sáng lên. Làm một cô chủ xài tiền như nước, lương cung nhạn xương sớm đã muốn mua cho mình mấy chiếc váy mới để thay. Nhưng vì nuôi Lâm Thanh Diện, cô ta chỉ có thể nhịn. Bây giờ Lâm Thanh Diện nói vậy, cô ta tất nhiên đặc biệt siêu lòng. Chẳng qua bây giờ cô ta và Lâm Thanh đều là hổ lạc xuống đồng bằng, cho dù một trung tâm thương mại không đáng mấy đồng trong mắt bọn họ, bọn họ không quen với cuộc sống ở đây, Ba của Hoàng Nghị cũng tuyệt đối không thể vì chút chuyện nhỏ này lại đưa trung tâm thương mại tới. Chỉ là họ chắc chắn sẽ không đưa không trung tâm thương mại cho chúng ta. Bên này, chúng ta cũng không có thế lực gì, ba cậu ta chắc hẳn không phải là kẻ ngốc. Lương Cung Nhạn Sương nhắc nhở một câu. Lâm Thanh diện cười, mở miệng nói, nếu không chịu tặng, vậy tôi lại dùng tiền mua. Không có chuyện gì mà không thể dùng tiền giải quyết được. Chẳng qua chúng ta làm gì có tiền. Lương cung nhạn xương nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lộ vẻ thần bí, sau đó lấy từ trong áo của mình ra một tấm thẻ ngân hàng. Đây là thẻ ngân hàng 300.000 tỷ mà trước đây anh dùng để thu mua tô Thành Hải, sau đó lại mang lên đảo Ánh Trăng. Tấm thẻ ngân hàng này vẫn ở trên người Lâm Thanh Diện. Có thể bởi vì may mắn, khi anh rơi xuống biển, tấm thẻ ngân hàng này lại không bị mất. Cho dù Lâm Thanh Diện tốn không ít tiền ở trên đảo Ánh Trăng, nhưng trong thẻ này vẫn còn hơn 270.000 tỷ. Đừng nói là một trung tâm thương mại thiên thịnh, cho dù là 100 cái cũng không thành vấn đề. Lương Cung Nhạn Sương tò mò nhìn tấm thẻ ngân hàng của Lâm Thanh Diệt, mở miệng hỏi trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền. Mua một nửa doanh nghiệp trong thành phố Tiền Hải nhỏ bé này cũng không thành vấn đề. Lâm Thanh Diện cười, nói. Lương Cung Nhạn Sương đầy vẻ sửng sốt, không ngờ trên người Lâm Thanh Diện lại còn nhiều tiền như vậy sau đó vẻ mặt cô ta lại biến thành oán trách bĩu môi nói với lâm thanh diện tên khốn kiếp nhà anh sao anh nhiều tiền như vậy mà không nói sớm còn để tôi phải đi cầm đồ lấy ít tiền anh có biết thời gian qua tôi đã khổ tới mức nào không hả anh thật quá đáng lâm thanh diện hơi dở khóc dở cười nhìn lương cung nhạn xương nói tôi cũng đâu biết cô lại đi cầm đồ tôi còn tưởng trên người cô vẫn còn đủ tiền đấy cô lại chưa từng nhắc chuyện này với tôi tôi còn nói cô rõ ràng là cô chủ nhà lương cung cũng không thiếu tiền. Lương cung nhạn xương lại vung vẩy nắm đấm nhỏ, biểu đạt sự oán giận của mình với Lâm Thanh Diện. Hừ, tôi mặc kệ, dù sao anh cũng phải bồi thường cho tôi, một trung tâm thương mại còn không đủ đâu, Lương cung nhạn xương đầy vẻ kiêu ngạo nói. Được rồi, được rồi, được rồi, bất kể cô muốn gì, tôi đều sẽ mua cho cô. Lâm Thanh Diện mở miệng. Hoàng Nghị nghe hai người nói chuyện lại có cảm giác như nhìn những kẻ tâm thần thèm tiền, thèm tới phát điên rồi. Cuối cùng, gã cũng không có cách nào chịu nổi cảnh Lâm Thanh Diện ở đây làm màu, mở miệng nói, anh có thể khoác lác hơn nữa không? Sao anh không nói thẳng anh là cậu chủ của gia tộc cao cấp thế giới đi? Còn nói mua trung tâm thương mại của chúng tôi, tôi thấy anh thậm chí còn chẳng mua nổi một cái bánh kép mặn đấy. Lâm Thanh Diện và Lương Cung Nhạn sương cùng quay sang nhìn Hoàng Nghị. Trong chớp mắt ngắn ngủi đó, Hoàng Nghị cảm thấy có lẽ hai người kia đều là người gia tộc cao cấp trên thế giới thật nhưng đó chỉ là ảo giác mà thôi ở địa phương nhỏ như thành phố tiền hải này làm sao có thể xuất hiện nhân vật lớn như vậy đừng nói nhảm nữa mau dẫn chúng tôi đi gặp ba cậu bảo ông ta chuyển nhượng trung tâm thương mại này cho chúng tôi nếu không tôi sẽ lấy cái mạng này của cậu lâm thanh diện lạnh giọng nói với hoàng nghị anh nằm mơ đi hoàng nghị mắng luôn một câu lâm thanh diện nắm chặt một vai của hoàng nghị và dùng chút sức lực hoàng nghị lại gào khóc thảm thiết đau đến mức rơi cả nước mắt rồi còn muốn tôi lặp lại một lần nữa sao không cần không cần tôi dẫn các người đi gặp ba tôi ngay đây xin anh đừng dùng sức nữa nếu không cánh tay của tôi sẽ gãy mất hoàng nghị vội vàng cầu xin trong lòng anh ta lại thầm cười lạnh thầm nghĩ người này đúng là không có đầu óc lại muốn đi gặp ba gã chờ đến chỗ của ba anh ta mọi chuyện không phải anh ta nói mới tính sao hai người lâm thanh diện và lương cung nhạn xương rõ ràng là dê vào miệng cọp chương 634, cậu ta ra giá gấp 3. Trung tâm thương mại thiên thịnh, trong phòng làm việc của chủ tịch ở khu vực văn phòng. Lúc này, ông chủ của trung tâm thương mại thiên thịnh Hoàng Thiên Thịnh đang ngồi cùng với một người đàn ông trung tuổi hói đầu, tươi cười nghe người đàn ông hói đầu kia nói chuyện. Người này là tổng đại lý cung cấp hàng hóa cho trung tâm thương mại thiên thịnh. Tất cả nguồn hàng của trung tâm thương mại thiên thịnh đều được lấy từ chỗ người đàn ông hói đầu này hoàng thiên thịnh tất nhiên tiếp đón không dám có chút sơ sót nào ông chủ hoàng ông cứ yên tâm đi tôi đã hợp tác với ông nhiều năm như vậy hàng cung cấp cho các ông chắc chắn sẽ không thiếu chỉ là về giá cả thì có lẽ cần ông chủ hoàng phải nghiến răng một chút người đàn ông hói đầu mở miệng cười hoàng thiên thịnh vội vàng nói chuyện này thì ngài cứ yên tâm tôi biết với tình hình thành phố tiền hải bây giờ bên cung cấp hàng hóa các ngài cũng chẳng dễ dàng gì Tôi đưa thêm một chút cũng là chuyện nên làm. Người đàn ông hói đầu trước mắt này lúng đoạn tất cả nguồn hàng cung cấp cho các trung tâm thương mại ở thành phố Thiên Hải, có thể nói là nắm mạch máu trung tâm thương mại Thiên Thịnh. Cho dù trong lòng Hoàng Thiên Thịnh có bất mãn cũng không dám nói ra. Bây giờ ông ta đang nợ ngân hàng một khoản không nhỏ, mỗi ngày vừa mở mắt ra đã mất mấy trăm nghìn tiền lãi, cho nên không thể dừng nguồn hàng của trung tâm thương mại được. Một khi nguồn cung cấp dừng, cho dù trung tâm thương mại của ông ta có được mọi người ưa chuộng tới đâu, nhưng không có gì để bán cũng không thể trả nổi khoản vay kia. Khi hai người đang nói chuyện vui vẻ, cửa văn phòng đột nhiên bị người đạp ra, rầm một tiếng, làm Hoàng Thiên Thịnh và người đàn ông đầu chọc đều giật mình. Lâm Thanh Diện dẫn theo Hoàng Nghị đi vào trong văn phòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trong, lạnh lùng nói, ai là ba cậu ta? Hoàng Thiên Thịnh thấy con trai mình bị Lâm Thanh Diện xách lên như tóm con gà con, Lập tức đứng lên nói cậu là ai? Sao lại bắt con trai tôi? Lâm Thanh diện quan sát Hoàng Thiên Thịnh rồi nói, con trai ông đã làm chuyện sai trái, tôi tới lấy khoản bồi thường của mình. Hoàng Thiên Thịnh híp mắt lại và nhìn con trai mình hỏi, nó đã làm sai chuyện gì? Ba, con chẳng làm gì sai cả. Ba mau bảo người bắt anh ta lại đi. Anh ta chính là một kẻ ngu ngốc, cố ý tới đây muốn gây rắc rối đấy. Hoàng Nghị vội vàng hô lên, Lâm Thanh Diện nắm lấy cánh tay Hoàng Nghị và dùng sức. Hoàng Nghị đau quá nên hét thảm, vội vàng cầu xin, dừng, 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 tôi sai rồi. Hoàng Thiên Thịnh thấy con trai mình bị bắt nạt như vậy, trong lòng cũng hơi phẫn nộ, nói cậu rốt cuộc là ai, muốn làm gì. Lâm Thanh Diện không nhanh không chậm nói lại chuyện Hoàng Nghị làm ở cửa hàng cầm đồ. Hoàng Thiên Thịnh nghe xong, trong lòng lập tức hử lạnh một tiếng. Ông ta vẫn biết rõ vài chuyện của con mình, Chẳng qua ông ta thấy con trai mình có tư cách làm chuyện đó, người khác không thể làm gì được con trai mình, chỉ có thể chứng minh người khác không có năng lực. Hơn nữa, nếu đã rơi xuống tình cảnh phải tới cửa hàng cầm đồ thì nhất định là người không có thực lực gì. Hoàng Thiên Thịnh nói luôn, con trai tôi có thể để mắt tới người phụ nữ này là may mắn của cô ta rồi. Thế nào, chẳng lẽ cậu còn muốn tôi trả lại công bằng à? Mau thả con trai tôi ra, sau đó cút ra khỏi chỗ này. Bằng không đừng trách tôi không khách sáo lâm thanh diện thấy hoàng thiên thịnh có thái độ như vậy trong lòng trầm xuống nói quả nhiên ba nào con nấy ban đầu tôi còn nghĩ nếu thái độ của ông tốt một chút có lẽ tôi còn có thể khoan dung bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi cậu muốn làm gì hoàng thiên thịnh nhìn lâm thanh diện một tay đã thò xuống dưới bàn ấn vào cái nút màu đỏ sai lầm của con trai ông không phải chỉ nói vài ba câu xin lỗi là có thể cho qua được đưa trung tâm thương mại thiên thịnh cho tôi bằng không ông sẽ mất đi tính mạng của con trai ông trong giọng nói của lâm thanh diện kèm theo sự sát phạt cho người ta một cảm giác không thể cãi lại sau khi hoàng thiên thịnh nghe được lập tức trợn trừng mắt sau đó lộ vẻ cười nhạo thằng nhóc đầu óc của cậu không bị úng nước à cậu muốn tôi đưa trung tâm thương mại thiên thịnh cho cậu sao cậu nghĩ cậu là ai hả là cậu nằm mơ nhiều quá à hoàng thiên thịnh diếu cợt nói người đàn ông hói đầu ngồi bên cạnh cũng cười cảm thấy người trẻ tuổi này hơi nực cười. Lâm Thanh Diện lắc đầu, xem ra không cho bọn họ chút màu sắc, bọn họ còn thật không biết rốt cuộc mình chiêu chọc phải hạng người gì. Nhưng Lâm Thanh Diện còn chưa ra tay, ngoài văn phòng đã truyền đến những tiếng bước chân rồn rập. Ngay sau đó là một đám người mặc đồng phục bảo vệ lại xông vào. Hoàng Thiên Thịnh thấy những người này, lập tức kêu lên, thằng nhóc này bắt con trai tôi, nhanh chừng chỉ cậu ta cho tôi những người bảo vệ kia đều liếc nhìn lâm thanh diện sau đó không nói một lời đã muốn ra tay lâm thanh diện thả luôn hoàng nghị ra trước khi những người bảo vệ này nhào tới trước người anh nắm đấm của anh đã vung lên những người bảo vệ này cũng chỉ lợi hại hơn người bình thường một chút lâm thanh diện cứ một quyền một người rất nhanh lại đánh cho bọn họ đều ngã trên mặt đất lát sau trong văn phòng lại đầy người đang nằm lúc này hoàng thiên thịnh mới ý thức được hậu quả nghiêm trọng của chuyện này ông ta căn bản không ngờ được lâm thanh diện sẽ lợi hại như vậy không ngờ ở trên tay của lâm thanh diện bảo vệ được ông ta chuyên tâm bồi dưỡng đều không chịu nổi một đòn như thế nụ cười trên mặt người đàn ông hói đầu cũng dần dần biến mất sau đó anh ta đứng lên định rời khỏi đây để tránh tai ương phía sau cậu em tôi không cùng một nhóm với bọn họ tôi chỉ là tổng đại lý cung cấp hàng hóa cho trung tâm thương mại bọn họ hôm nay qua bàn chuyện làm ăn thôi nếu các người có việc vậy tôi sẽ không làm chậm trễ thời gian của các người nữa các người cứ từ từ giải quyết tôi đi trước đây lâm thanh diện lập tức giơ tay cản anh ta hỏi anh là tổng đại lý cung cấp hàng hóa cho trung tâm thương mại thiên thịnh à người kia lập tức khẽ gật đầu trong lòng lâm thanh diện lập tức hiện ra một kế sách ban đầu anh đã nghĩ xong cách để hoàng thiên thịnh chuyển nhượng trung tâm thương mại của ông ta lại cho anh nhưng bây giờ sau khi biết người này là tổng đại lý cung cấp hàng hóa cho trung tâm thương mại thiên thịnh, anh lại có cách đơn giản hơn. Lâm Thanh Diện liếc nhìn Hoàng Thiên Thịnh, mỉm cười hỏi, tôi chỉ nói với ông một lần thôi, chuyển nhượng trung tâm thương mại cho tôi, tôi sẽ không tính toán tới chuyện hôm nay. Hơn nữa, tôi có thể cho các người 3 tỷ làm tiền bán đứt trung tâm thương mại này. Nếu không, các người sẽ nhận lấy hậu quả khôn lường đấy. Mặc dù Hoàng Thiên Thịnh có hơi sợ Lâm Thanh Diện, nhưng dù thế nào đi nữa thì trung tâm thương mại này của ông ta cũng trị giá trên 150 tỷ. Lâm Thanh Diện lại muốn mua chỉ với 3 tỷ thì có khác nào cướp trắng đâu. Ông ta hừ lạnh một tiếng, nói tuyệt đối không thể được. 3 tỷ lại muốn mua trung tâm thương mại như của tôi à? Sao cậu không đi cướp luôn đi? Cho dù con trai tôi có làm sai, cậu cũng không có tư cách đòi hỏi nhiều nhiều như vậy. Tôi cho cậu 3 tỷ, chuyện này xem như kết thúc. Nếu không được, cậu cũng đừng trách tôi dùng thủ đoạn khác. Thằng nhóc, cậu nên hiểu, trong xã hội này mà chỉ giỏi đánh nhau thì vô dụng thôi. Lâm Thanh Diện mỉm cười và không nói thêm về chuyện này, lại chỉ vào người đàn ông hói đầu nói, ông đi theo tôi một lát. Người đàn ông hói đầu lập tức hơi sợ hãi, chẳng qua anh ta sợ Lâm Thanh Diện ra tay với mình nên chỉ có thể thành thật đi theo Lâm Thanh Diện ra ngoài. Lâm Thanh Diện còn tiện tay đóng cửa phòng làm việc lại. Hoàng Nghị đi tới trước mặt Hoàng Thiên Thịnh, đầy vẻ thấp thỏm nhìn ba mình nói, ba, ba nói xem, thằng nhóc này muốn làm gì. Hoàng Thiên Thịnh tức giận nhìn anh ta, nói, bất kể cậu ta muốn làm gì, cũng tuyệt đối không thể cướp trung tâm thương mại Thiên Thịnh được. Đó chỉ một kẻ thanh niên lỗ mãng mà thôi, sao hiểu về chuyện buôn bán này. Chắc hẳn cậu ta nghe người ta nói là tổng đại lý cung cấp hàng hóa, muốn tìm người ta nhờ giúp đỡ thôi. Nếu đúng là vậy, cách làm của anh ta cũng đủ ngu ngốc. Dù thế nào, ngài tổng đại lý kia cũng sẽ giúp chúng ta mà không giúp anh ta. Đúng là một tên ngốc đầu gỗ chẳng hiểu cái rắm gì hết. Hoàng Nghị khinh bỉ nói. Được rồi, con còn đứng đây mà nói cậu ta à? Nếu không phải tại con, lúc này làm sao có rắc rối như vậy chứ? Hoàng Thiên Thịnh trừng mắt với Hoàng Nghị. Hoàng Nghị vội vàng nói, ba, con biết sai rồi, sau này con không làm chuyện như vậy nữa, còn không được sao? Qua khoảng 15 phút, cửa văn phòng được mở ra, Lâm Thanh Diện và người đàn ông hói đầu kia lại bước vào. Lúc này người đàn ông trung tuổi tươi cười, hoàn toàn không còn chút khủng hoảng nào đối với Lâm Thanh Diện nữa. "Quản lý Lưu, bất kể thằng nhóc này nói gì với ngài, ngài cũng đừng để cậu ta lừa. Tôi bằng lòng đưa 10% lợi nhuận cho ngài, ngài thấy thế nào?" Hoàng Thiên Thịnh nhìn vẻ tươi cười của người đàn ông hói đầu, lập tức cảm thấy có phần không ổn, vội vàng nói một câu. Người đàn ông hói đầu cười lạnh một tiếng. Nói, ông chủ hoàng, nói thật, ông căn bản không biết người này là tồn tại thế nào. Hôm nay tôi sẽ không giúp ông được. Bây giờ tôi tuyên bố, hợp tác giữa công ty chúng tôi và trung tâm thương mại các ông chính thức ngừng hẳn. Trung tâm thương mại các ông hãy tìm nguồn cung cấp hàng khác đi. Hoàng Thiên Thịnh chợt biến sắc, dù thế nào ông ta cũng không ngờ được, chỉ mười mấy phút ngắn ngủi như vậy, tổng đại lý này lại vì Lâm Thanh Diện mà muốn ngừng hẳn hợp tác với bọn họ. Thật không biết Lâm Thanh Diện nói gì với anh ta. Quản lý Lưu, ngài cần gì phải làm vậy chứ? Chúng ta đã hợp tác nhiều năm như vậy, sao ngài có thể bởi vì một người trẻ tuổi lỗ mãng mà nói những lời như vậy? Tôi lại để 20% lợi nhuận cho ngài, đây là mức cao nhất của tôi rồi, chắc ngài có thể hiểu rõ tâm ý của tôi chứ? Một khi hết hàng, trung tâm thương mại Thiên Thịnh sẽ phải đối mặt với vòng quay tài chính bị đứt. Đến lúc đó, chờ đợi Hoàng Thiên Thịnh có thể không chỉ là phá sản, bị xử tội làm không tốt, ông ta có thể đi thẳng tới vách núi đá đấy. Người đàn ông hói đầu nhìn Hoàng Thiên Thịnh đầy vẻ hài hước, mỉm cười nói, chỉ với 20% lợi nhuận mà ông đã muốn mua được tôi à? Ông chủ Hoàng, ông đúng là hào phóng đấy. Tôi nói cho ông biết, người anh em này đã ra giá gấp 3 để mua hàng của tôi. Trừ khi ông ta cho tôi 300% lợi nhuận, bằng không thì không cần bàn chuyện này nữa. Mắt Hoàng Thiên Thịnh lập tức trợn tròn, trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh diện đầy sửng sốt. Chương 635, trung tâm thương mại này là của cô. Quản lý Lưu, ngài đừng nói đùa với tôi chứ, ngài không nghe thấy lúc nãy cậu ta nói gì sao? Cậu ta còn phải tới cửa hàng cầm đồ để đổi lấy tiền, làm sao có thể mua hàng của ngài với giá gấp ba được. Ngài tuyệt đối đừng để cậu ta nói ngọt nói ngọt lừa mất đấy. Cũng không phải Hoàng Thiên Thịnh không muốn tin người đàn ông hói đầu mà trả giá gấp 3 để mua hàng tuyệt đối là vụ mua bán lỗ vốn, căn bản không ai sẽ làm vậy, hơn nữa nhìn Lâm Thanh Diện bình thường, rõ ràng không thể lấy ra được nhiều tiền như vậy. Người đàn ông hói đầu cười diếu cợt một tiếng, lấy ra điện thoại di động của mình và lắc qua lắc lại ở trước mặt Hoàng Thiên Thịnh, nói, nhìn cho rõ ràng đi, người ta đã chuyển tiền qua, vậy còn có thể giả vờ được sao? Ông chủ Hoàng, tôi chỉ có thể nói cả đời lừng lẫy của ông đều bị hủy trên tay của con trai ông rồi hoàng thiên thịnh cẩn thận nhìn tin tức chuyển khoản trên điện thoại di động của người đàn ông hói đầu sau lập tức há hốc mồm ông ta có cảm giác cơ thể của mình như rơi vào trong hầm băng vậy hành động cũng trở nên chậm chạp cứng đờ chuyện này sao có thể như vậy được không ngờ cậu ta bỏ nhiều tiền như vậy để mua đứt hàng của ngài chẳng qua chỉ vì con trai tôi và cậu ra xảy ra chút hiểu nhầm thôi sao hoàng thiên thịnh thì thào tự nói theo ông thấy đây chỉ là một chút hiểu nhầm nhưng theo người ta thấy, con trai ông lại phạm vào chuyện tối kỵ đấy. Ông chủ hoàng, ông cũng xem như là một người lăn lộn trong giới thượng lưu, lẽ nào ông còn không hiểu đạo lý có vài người không thể tùy tiện trêu chọc sao? Người đàn ông hói đầu xem thường nói. Hoàng Thiên Thịnh quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diệt, trong lòng tất nhiên đã hối hận. Ông ta nói với vẻ mặt cầu xin, cậu em, là tôi có mắt không chồng, lúc này mới hiểu ra. Xin cậu hãy tha cho tôi đi tôi dựa vào trung tâm thương mại này để nuôi sống già trẻ trong nhà đấy. Nếu cậu muốn, tôi có thể bán cho cậu theo giá thường, thậm chí có thể rẻ hơn rất nhiều. Sao cậu lại thà mua số hàng đó với giá gấp 3 cũng không muốn tha cho tôi chứ? Lâm Thanh Diện bĩu môi, nói, bởi vì sự tự mãn của ông đấy. Hơn nữa, chút tiền ấy còn chẳng tính là tiền tiêu vặt đối với tôi, cho ai mà chẳng được. Quan trọng chính là muốn ông và con trai ông nhận được chừng phá thích đáng thôi. Bây giờ anh ta đã bán số hàng này cho tôi. Không có hàng, vậy trung tâm thương mại này của ông cũng chỉ là một cái vỏ rỗng. Tôi nghĩ ông hẳn còn vay của ngân hàng không ít đi. Đến lúc đó không kịp trả lại khoản vay, nguồn cho vay cũng nứt, vậy trung tâm thương mại này của ông lại hoàn toàn tiêu đời. Mà ông cũng gánh món nợ lớn trên lưng, sợ rằng về sau chỉ có thể chết nơi chân trời. Mà bây giờ ông chỉ có duy nhất một lựa chọn, chính là chuyển nhượng trung tâm thương mại cho tôi. Tôi cho ông 5 phút, Ông tự cân nhắc đi. Hoàng Thiên Thịnh nghe Lâm Thanh Diện nói xong, chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Lúc ấy ông ta còn đang chuyện trò vui vẻ với người đàn ông hói đầu, mặc sức tưởng tượng về tương lai của Trung tâm Thương mại Thiên Thịnh. Kết quả còn chưa tới nửa giờ, ông ta lại phải đối mặt với nguy cơ sắp phá sản. Tranh lệch này thật sự làm người ta không kịp đề phòng. Sau khi đứng vững, Hoàng Thiên Thịnh xoay người, nhìn về phía Hoàng Nghị đang đứng run lẩy bẩy ở bên cạnh. Không nói thêm lời nào đã giơ chân đạp lên người anh ta. Hoàng Nghị không dám phản kháng, bây giờ anh ta đã hiểu, bởi vì anh ta nhất thời háo sắc mà kéo cả nhà bọn họ vào trong. Thằng con bất hiếu này, tao cực khổ dốc sức làm nửa đời người, mới đổi được chút thành tích như ngày hôm nay, bây giờ cũng chỉ vì mày tê âm trùng lên não mới bị người ta tìm tới cửa. Tao đúng là hối hận vì đã sinh ra một con trai vô dụng như mày. Ông ta nói xong, không hề hàm hồ tát ba cái lên mặt Hoàng Nghị sau khi đánh xong ông ta còn chưa hả giận lại đạp thêm mấy phát ba trước kia con làm thế ba cũng chưa từng để ý tới con bây giờ xảy ra chuyện này ba mới trách tôi trong đó cũng có phần trách nhiệm của ba đấy hoàng nghị nói với vẻ mặt buồn bã như đưa đám mẹ mày mày lại còn trách tao à hôm nay tao không đánh chết mày tao làm ba mày nhiều năm như vậy cũng uổng công rồi qua một lúc lâu hoàng nghị bị hoàng thiên thịnh đánh gần chết ngã trên mặt đất bất động Hoàng Thiên Thịnh mới dừng tay lại. Ông ta quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện đầy vẻ hối hận, mở miệng nói, cậu em, lần này xem như là tôi gặp chắc trở. Cậu chuyển 3 tỷ qua, tôi lại ký hợp đồng chuyển nhượng cho cậu. Lâm Thanh Diện mỉm cười, nói tôi nghĩ có lẽ ông hiểu nhầm rồi. 3 tỷ này là giá tôi đưa ra trước đó, nhưng ông không biết tốt xấu. Bây giờ, ông đừng mong lấy được một xu nào. Hoàng Thiên Thịnh trợn từng mắt, nói chẳng lẽ tôi phải tặng không trung tâm thương mại cho cậu sao? Hoặc ông cũng có thể lựa chọn tuyên bố phá sản. Lâm Thanh Diện cười. Hoàng Thiên Thịnh bất lực thở dài, biết mình đã không còn lựa chọn nào khác. Người đàn ông hói đầu nhiệt tình tìm tới một vị luật sư, giúp đỡ làm hợp đồng chuyển nhượng. Hoàng Thiên Thịnh vô cùng không tình nguyện ký lên trên hợp đồng. Đến lúc này, quảng trường Thiên Thịnh lại thành tài sản của Lâm Thanh Diện. Sau đó, Lâm Thanh Diện lại gọi đám lãnh đạo cấp cao của Trung tâm Thương mại Thiên Thịnh qua ngay trước mặt Hoàng Thiên Thịnh tuyên bố chuyện Trung tâm Thương mại Thiên Thịnh đổi chủ mới. Người đứng thứ hai trong Trung tâm Thương mại Thiên Thịnh là tôn cắt một tổng giám đốc tổng hợp do Hoàng Thiên Thịnh đặc biệt dùng tiền mời tới. Mấy năm nay Trung tâm Thương mại Thiên Thịnh vẫn do anh ta đang kinh doanh. Hoàng Thiên Thịnh chỉ chịu trách nhiệm trên phương diện tài chính và hàng hóa. Sau khi Lâm Thanh Diện làm quen sơ qua với những lãnh đạo cấp cao này thấy tôn cát này vẫn tính là thật thà, nhiều năm kinh doanh trung tâm thương mại thiên thịnh như vậy cũng xem như có nhiều kinh nghiệm, cho nên lại giao phần lớn sự vụ của trung tâm thương mại thiên thịnh cho tôn cát tới quản lý, bao gồm cả chuyện liên hệ với bên cung cấp hàng hóa. Dù sao Lâm Thanh Diện muốn lấy trung tâm thương mại này chỉ là để bồi thường cho lương cung nhạn xương. Anh cũng không định thật sự làm gì với trung tâm thương mại này. Chờ sau khi vết thương bình phục hẳn, anh cũng sẽ rời khỏi đây. Được toàn quyền liên hệ với bên cung cấp hàng hóa, có thể nói là Tôn Cát vừa mừng vừa lo, lập tức kính nể ông chủ mới này, thể nhất định sẽ kinh doanh trung tâm thương mại Thiên Thịnh tốt nhất. Sau đó, Tôn Cát lại cho Lâm Thanh Diện một cái thẻ màu vàng, nói là thẻ chuyên dùng để tặng người khác. Chỉ cần cầm tấm thẻ này lại có thể tùy tiện lấy đồ ở trung tâm thương mại Thiên Thịnh. Bình thường chỉ có ông chủ và người nhà của ông chủ mới có tấm thẻ này. Lâm Thanh Diện cũng không khách sáo, sau khi nhận lấy tấm thẻ kia giao tất cả công việc cho tôn cát sau đó anh rời khỏi khu văn phòng đi thẳng tới cửa lớn của trung tâm thương mại thiên thịnh lúc này ở cửa trung tâm thương mại người đến người đi rất đông đúc nó là trung tâm thương mại nổi tiếng nhất ở thành phố tiền hải mức độ ưa chuộng vẫn rất cao lương cung nhạn xương ngồi ở trên ghế công cộng ở cửa có vẻ hơi nhàm chán cô ta nhìn đám người qua lại trong lòng hơi xúc động từ nhỏ cô ta đã sống cuộc sống của cô chủ, quen được mọi người che chở, nuông chiều. Bây giờ thử cuộc sống của người bình thường, cô ta cảm giác dường như cũng không tệ lắm. Một lát sau, Lâm Thanh Diện xuất hiện ở trước mặt Lương Cung Nhạn Xương, thấy cô ta cứ ngồi đờ người ra, trên mặt lộ vẻ tươi cười. "Đừng ngồi ngây ra đó nữa, chúng ta cùng đi vào thôi." Lâm Thanh Diện cười và nói. Lương Cung Nhạn Xương thấy Lâm Thanh Diện đi qua thì lập tức đứng lên, hỏi, "Giải quyết xong rồi à?" lâm thanh diện khẽ gật đầu mở miệng nói từ nay về sau trung tâm thương mại này sẽ là của cô lương cung nhạn sương cao hứng tới nhảy dựng lên lâm thanh diện đưa tấm thẻ vàng cho lương cung nhạn sương mở miệng nói cô cầm tấm thẻ này là có thể tùy tiện lấy đồ ở trong trung tâm thương mại nhanh đi thỏa mãn mong muốn được mua sắm của cô đi lương cung nhạn sương nhận lấy tấm thẻ kia hơi nghi ngờ hỏi lâm thanh diện một câu anh không đi với tôi qua đó sao Bây giờ vết thương của tôi đã tốt rồi, cũng không cần giấu Bích Hoài nữa. Tôi đi mua điện thoại di động để gọi cho Bích Hoài. Cô tự đi dạo một mình đi. Lâm Thanh Diện nói xong xoay người đi về phía cửa hàng điện thoại gần đó. Lương Cung nhạn xương vốn vô cùng cao hứng, giờ nhìn theo bóng lưng Lâm Thanh Diện dần dần đi xa, vẻ mặt cô ta cũng dần dần trở nên mất mát. Một lúc sau, cô ta bất lực thở dài, đi tới thùng rác bên cạnh và ném luôn tấm thẻ vàng vào trong thùng rác xem ra tôi bỏ ra nhiều như vậy vẫn không có cách làm cho anh thay đổi chút tâm tư nào anh đúng là một kẻ cực ngốc anh không đi cùng tôi tôi làm ý còn muốn mua sắm nữa lương cung nhạn xương thì thầm nói một câu xong lại xoay người đi tới bên đường để gọi xe về nhà khi mua điện thoại xong lâm thanh diện lại đi tới đại lý sim thẻ để làm một sim điện thoại sau đó anh vào trong công viên tìm một chỗ không người ngồi trên ghế dài và hít sâu một hơi sau đó mới bấm số điện thoại của hứa bích hoài nhìn những con số quen thuộc này một lúc lâu lâm thanh diện cuối cùng mới ấn nút gọi một lát sau cuộc gọi được kết nối bên kia truyền đến một giọng nói có phần tang thương lại mệt mỏi xin chào cho hỏi ai vậy trong lòng lâm thanh diện đầy kích động cố gắng bình tĩnh mất một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói bích hoài là anh audio điện tử võ tấn bền